đầu nhận lệnh gửi toàn thể quân nhân các cấp. Tổng thống nói: Chiến hữu các cấp, cách đây đúng một năm, cũng vào ngày quân lực, tôi đã ra lệnh cho anh em thừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ. Đúng 3 tháng sau, anh em đã đánh bại quân cộng sản xâm lược trên khắp các chiến trường chính yếu và những lãnh thổ trọng yếu đã được tái chiếm. Thời gian 3 tháng đó là thời gian quyết định. Những chiến thắng đó là những chiến thắng quyết định. Quyết định sự thảm bại sau cùng trong những cố gắng sau cùng của quân cộng sản xâm lược kể từ Tết Mậu Thân 68. Đồng thời buộc chúng 3 tháng sau mới đây ngừng bắn lại được cộng sản cam kết tôn trọng thêm một lần nữa. Nhưng trong những ngày qua, chúng lại vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng hơn nữa. Như vậy đủ xác nhận rằng chủ trương của cộng sản không phải là vãn hồi hòa bình bằng một giải pháp ôn hòa dựa trên tinh thần hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc qua công thức tổng tuyển cử tự do dân chủ để thực thi quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam. Trái lại, càng xác nhận rằng bản chất của cộng sản vẫn là hiếu chiến, chủ trương của cộng sản vẫn là chiến tranh xâm lược, ý đồ của chúng vẫn là thôn tính trọn vẹn miền Nam bằng vũ lực và bảo tàng. Với kinh nghiệm từ năm 54 qua những hiệp định về Việt Nam và các quốc gia láng giềng, với kinh nghiệm hiệp định Ba Lê năm nay, với những vi phạm tiếp diễn sau cái thông cáo chung ngày 13 tháng 6 vừa qua, cộng sản chỉ ký kết hòa ước là để tự cứu nguy khi chúng bị thảm bại, nhưng đồng thời để chuẩn bị một cuộc xâm lăng mới. Cho nên không còn ai ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản sẽ tôn trọng ngưng bắn nghiêm chỉnh để vãn hồi hòa bình thực sự tại phần đất này. Nhân dân miền Nam hơn ai hết lại càng không thể ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản đã từ bỏ ý đồ xâm lăng để có hòa bình thực sự bền vững tại phần đất này. Chiến hữu các cấp, trước ai hết, anh em lại càng phải thấy rằng hòa bình dù mỏng manh như hiện tại cũng không phải là một món quà tự nhiên mà có, ngồi chờ tự dưng nó đến, càng không phải nhờ sự kêu gọi thiện chí hay van xin lòng nhân đạo của cộng sản mà được, như một số người chủ bại ngây ngô lầm tưởng. Trái lại, hòa bình mà không nô lệ cộng sản là nhờ nó sức mạnh, nó tinh thần, nó ý chí của cả dân tộc quyết tâm chiến đấu để tự tồn, thực hiện bằng xương, bằng máu của hàng ngàn hàng vạn thân xác anh em, bằng hy sinh vô bờ bến của hàng ngàn hàng vạn đồng bào. Hòa bình mà phải tước đoạt cam go từ trong tay một kẻ thù vô cùng bảo tàng khát máu với giá của hàng chục hàng trăm thị tứ xóm làng điêu tàn đổ nát của miền Nam thân yêu chúng ta. Chính nhờ ý chí kiên trì và sức mạnh của dân quân miền Nam chúng ta kết hợp cùng những dân tộc yêu chuộng hòa bình và tự do trên khắp thế giới mới buộc được cộng sản ký kết hòa bình hồi tháng giêng năm nay. Rồi trong những tháng vừa qua, cũng với ý chí kiên trì, với sức mạnh và bằng xương bằng máu mà quân dân miền Nam chúng ta mới chặn đứng được cộng sản giành dân lân đất. Suốt 18 năm trước, không khi nào cộng sản nghĩ đến chấm dứt xâm lăng vì thiện chí hòa bình hay vì tình thương dân tộc, mà cộng sản chỉ buộc phải dừng bước xâm lăng khi chúng bị ta đánh bại. Cho nên cộng sản cũng sẽ không khi nào từ bỏ ý đồ tái xâm lăng nếu không thấy rằng tái xâm lăng rồi cũng sẽ bị quân dân ta đánh bại.
Đó là lý do mà miền Nam chúng ta phải mạnh, phải duy trì và kiện toàn sức mạnh quân sự. Phải có sức mạnh quân sự với một quân đội quyết chiến quyết thắng mới ngăn chặn được xâm lăng tái diễn, mới bảo đảm được hòa bình lâu dài. Và chỉ có một sức mạnh quân sự sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược của Cộng sản, chứ không có gì khác hơn, thì mới làm cho Cộng sản tôn trọng mọi hiệp định hòa bình mà chúng đã ký kết. Cho nên, ngày quân lực năm nay không chỉ để đánh dấu chiến thắng mà các anh em đã đạt được, mà còn để biểu dương sức mạnh mà chúng ta phải tiếp tục kiện toàn, để biểu dương ý chí quyết chiến quyết thắng mà anh em phải tiếp tục nuôi dưỡng. Trước một kẻ thù gian manh lật lọng là Cộng sản, tôi kêu gọi toàn thể anh em hãy không ngừng đề cao cảnh giác tột độ để ngăn chặn hữu hiệu, để phản ứng kịp thời và mãnh liệt mọi hành động giành dân lấn đất của chúng. Hãy liên tục rèn cán chính quân, trui luyện chi khí, trao dồi tác phong, cải tiến chiến thuật, canh tân kỹ thuật để đập tan mọi công cuộc tái phát xâm lược của chúng. Anh em đã làm được sứ mạng đánh bại xâm lăng, xây dựng hòa bình, thì nay anh em phải làm được sứ mạng ngăn chặn tái xâm lăng, bảo vệ hòa bình. Chiến hữu các cấp, hôm nay trước quốc dân, với sự có mặt của những đơn vị chiến thắng về đây đại diện cho những đoàn quân chiến thắng, những cá nhân xuất sắc về đây đại diện cho những quân binh chủng xuất sắc, những cấp chỉ huy về đây đại diện cho toàn thể quân đội anh hùng, tôi long trọng tuyên dương toàn thể quân lực chiến thắng và anh hùng. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước các anh em đã hy sinh. Tôi gửi lời thăm các anh em đang điều trị. Tôi gửi lời thăm các anh em đang ghìm tay súng bảo vệ đất nước. Tôi gửi lời thăm các anh em đã trở về từ ngục tù Cộng sản. Tôi sốt sắng cầu nguyện cho các anh em đang còn trong ngục tù Cộng sản. Tôi gửi lời thăm các anh em cựu chiến binh, các cháu cô nhi, các chị quả phụ tử sĩ toàn quốc. Nhân dân ghi ơn tất cả các bạn. Đất nước hãnh diện nơi các bạn. Thân chào các chiến hữu. Dịp này, ông Chủ tịch Thượng nghị viện đã nhân danh Quốc hội bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các chiến thắng oai hùng của các chiến sĩ anh dũng. Kính thưa Tổng thống, Tổng tư lĩnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng hòa. Kính thưa Tổng thống phu nhân, kính thưa Phó Tổng thống, thưa ông Chủ tịch Hạ nghị viện. Bản tóm lược, đoạn cuối của bản tóm lược cuốn hồi ký của ông Merillon, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, viết về những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa. Đại tướng Dương Văn Minh ra về. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau chiều ngày 26 tháng 4 để bổ túc các vấn đề cần thiết. Tôi sẽ thông báo đầy đủ tin tức về phía Việt Nam và không quên nhắc nhở Đại tướng Minh gấp rút tổ chức lại quân đội, liên lạc thường xuyên với tướng Nguyễn Khoa Nam, khuyến khích vị tướng này giữ vững các vị trí phòng thủ để còn một mảnh đất làm địa bàn ăn nói khi thương thuyết với phía bên kia. Ngay lúc đó, tôi biết ông Dương Văn Minh cách đó 2 ngày đã liên lạc với người em ruột là ông Thiếu tướng Dương Văn Nhật, nhờ môi giới để ông nói chuyện thẳng với Bắc Việt. Vì hấp tấp nông cạn nên ông tưởng em ông có thế lực ngoài Hà Nội và có đủ tư cách đại diện Cộng sản nói chuyện ngưng bắn tại miền Nam. Từ chỗ móc nối sai lệch, tình thế đã xỏ mũi ông đến chỗ phá nát bấy kế hoạch hòa bình Việt Nam. Chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia tự giới thiệu. Chào ông đại sứ, tôi là B trưởng B2 đây. Tôi chào lại và rất ngạc nhiên không biết B trưởng B2 là nhân vật nào. Thái độ thiếu lịch sự xã giao qua lời giới thiệu tên họ, chức phận bằng bí danh của đầu dây bên kia chứng tỏ họ coi thường chúng tôi. Tôi gằn mạnh từng tiếng. Nếu đầu dây bên kia muốn trao đổi câu chuyện với tôi thì nên tỏ ra lịch sự một chút. Khi tiếp xúc với một nhà ngoại giao, dù thù hay bạn cũng vậy. Thưa ông B trưởng B2, chắc ông thừa hiểu rằng ông đang nói chuyện với đại sứ nước Pháp và bắt buộc tôi phải cúp nếu ông không nói tên họ, chức phận. Nguyên tắc của ngành gián điệp là không tiếp xúc với hạng người bí mật. B2 xin lỗi tôi liền khi đó,
bảo rằng ông ta sợ CIA phát hiện sự có mặt của ông ở miền Nam, trong lúc hoàn cảnh chưa cho phép ông xuất đầu lộ diện. Ông cũng rất phiền khi bị ép buộc nói thật tên họ. Thưa ông đại sứ, tôi là Lê Đức Thọ, tổng tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh. À, thì ra Lê Đức Thọ, con người khuynh đảo trong các cuộc hòa đàm Paris. Tiểu sử Thọ từ năm 1937 chúng tôi có đầy đủ trong tay, duy tôi chưa được dịp gặp mặt nên không nhận được giọng nói qua điện thoại. Sau Tết Mậu Thân, phòng nhì pháp đã có đủ tài liệu để biết Lê Đức Thọ là tổng chỉ huy bộ máy chiến tranh tại Việt Nam. Y từ Nga trở về tháng Giêng năm 1975 và đi thẳng vào Nam trực tiếp chỉ huy tổng tấn công Sài Gòn. Mà phòng nhì biết thì CIA cũng biết, sự dày dặn của Thọ thật vô ích. Tôi bảo Thọ: chào ông tổng tư lệnh, qua vai trò trung gian và thiện chí lớn lao nhất, nước Pháp hết lòng đứng ra hòa giải các phe tranh chấp để sớm đạt được một nền hòa bình tại Việt Nam. Ông tổng tư lệnh có cần gửi đến chúng tôi những quyết định gì từ phía Bắc Việt nhằm tức khắc giải quyết chiến tranh không? Chúng tôi sẽ chào mừng quyết định của quý vị. Thấy y là kẻ chiến thắng trong canh bạc về sáng, Lê Đức Thọ tố xả láng không cần che đậy bề trái của sự thật nữa. Quyết định của Đảng Cộng sản chúng tôi là đánh gục Mỹ, thống nhất hai miền Nam Bắc, xây dựng nước Việt Nam theo con đường Marxist-Leninist. Thưa ông tổng tư lệnh, đó là mục đích. Còn quyết định chấm dứt cảnh cốt nhục tương tàn của người Việt Nam chưa thấy Cộng sản Việt Nam nói tới. Lê Đức Thọ hùng hồn giảng thuyết. Ông Merion không cho biết ông Lê Đức Thọ nói bằng tiếng gì, vì y nói tiếng Pháp còn kém lắm. Thưa ông đại sứ, tôi xin nói là về chính sách và ý nghĩa của cuộc chiến đấu của chúng tôi. Sau khi đánh bại bọn đế quốc Pháp, đảng và nhân dân chúng tôi tiếp tục sự nghiệp đánh bọn ngoại xâm đế quốc Mỹ. Cuộc chiến này từ lâu đã được nhân dân thống nhất thành một phong trào chống Mỹ. Từ ngữ cốt nhục tương tàn, tôi bảo đảm với ông đại sứ, bọn Tây Sai ngụy quyền Sài Gòn khơi lên để kêu gào lòng thương hại của chúng tôi, chứ không phải lời oán thán từ phía nhân dân. Xác nhận như vậy, để ông đại sứ thấy rằng chúng tôi chưa hề chánh thức quá một nghị trình hòa giải nào với bất cứ đảng phái Tây Sai nào trong miền Nam. Dưới quyết định của chúng tôi là để thắng, chứ không phải để hòa giải. Tôi hỏi: thưa ông tổng tư lệnh, mặt trận giải phóng miền Nam ở đâu? Thọ đáp: nó sẽ dừng ở chỗ giải tán khi mà đại sứ Mỹ một là bị bắt, hai là cuốn cờ bỏ chạy trước khi người Cộng sản yêu nước tiếp thu Sài Gòn. Tôi hỏi: nếu đúng như thế, mặt trận giải phóng miền Nam không phải là một thực thể riêng biệt tách rời quyền lực Hà Nội đứng lên chống Mỹ từ 15 năm qua, và như vậy các ông đã lừa gạt dư luận quốc tế. Tỏ đáp: thưa ông đại sứ, dư luận quốc tế mà dư luận nào mới được chứ? Nếu dư luận quốc tế thuộc khối tư bản thì không xứng đáng để phẩm bình. Tôi hỏi tiếp: nước Pháp sẽ làm gì để giúp Việt Nam trong những ngày sắp tới? Thọ đáp: sẽ là bạn, thưa ông đại sứ, chúng ta sẽ ban giao trong tình hữu nghị giữa hai nước. Tôi hỏi: Trung Quốc đang yêu cầu chúng tôi dàn xếp một cuộc đình chiến tại Việt Nam, ông nghĩ sao? Thọ đáp: Trung Quốc thuộc bọn xét lại đã biến thể và phản bội nghĩa vụ giải phóng nhân dân. Mọi việc nhúng tay về Việt Nam của Trung Quốc chúng tôi xem đó là hành động thù nghịch. Xin ông đại sứ ngay bây giờ xin ông tiếp nhận lời cảnh cáo của chúng tôi. Nếu ông đại sứ còn tiếp tay với Trung Quốc và các thế lực ngoại bang khác ngăn cản đà chiến thắng chống đế quốc Mỹ ở miền Nam, 24 giờ sau khi tôi đặt chân vô Sài Gòn, tôi sẽ trục xuất ông đại sứ ra khỏi Việt Nam. Tôi nói: làm như vậy ông không ngại gây sự hiềm khích giữa hai nước hay sao? Không, chánh trị và quyền lợi không chú ý tới những vấn giữa hai nước. Pháp còn quyền lợi tại Việt Nam, Pháp đừng nên gây hấn với Việt Nam bằng giải pháp trung lập này nọ, cũng đừng nên chen vào nội bộ của chúng tôi. Tôi nói: thưa ông tổng tư lệnh, ông nên nhớ Pháp ngày hôm nay không phải là Pháp đô hộ ngày hôm qua. Pháp chẳng có quyền lợi gì nếu phải ban giao với một Việt Nam Cộng sản. Nếu ông cảnh cáo chúng tôi, bù lại xin ông và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp nhận số tiền 300 triệu hàng năm viện trợ miền Nam và 200 triệu viện trợ nhân đạo cho miền Bắc sẽ không được chuyển vào nếu giải pháp trung lập bị bác bỏ một cách vô nhân đạo. Lê Đức Thọ có vẻ căm tức, nhưng lần này thì lịch sự, y nói vài lời cáo lỗi rồi cúp điện thoại, đúng với ý muốn của tôi. Thật ra chúng tôi cũng biết cuộc chiến tranh này do tập đoàn Hà Nội quản lý từ đầu đến cuối, nhưng không trách nhiệm được phản ứng ngang tàn của họ mà đại biểu chính thức là họ nhất định nuốt miền Nam bằng lá bài quân sự. Sự kiện này đã khuyến khích tôi tìm kiếm những phương pháp cấp thời chỉnh đốn lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa, giữ vững phòng tuyến để kéo dài thời gian mặc cả. Tôi rất ghét người Cộng sản ở chỗ thiếu quân tử khi họ thắng trận. Lê Đức Thọ là một trường hợp điển hình.
năm 1964, Thọ đã từng xin chúng tôi giúp y nói chuyện trực tiếp với Hoa Kỳ. Chúng tôi không hề từ chối. Bất cứ điều gì cần đến, nếu thỏa mãn được thì chúng tôi cho ngay. Họ mang ơn nước Pháp, Pháp chưa hề chịu ơn họ. Đến khi Pháp muốn Việt Nam có hòa bình trên nền tảng trung lập, có thành phần quốc gia tham dự, Hà Nội đã bạc ơn từ chối. Khi xe tăng Nga vượt hàng rào Dinh Độc Lập lúc 11 giờ sáng thì tới 3 giờ chiều, Lê Đức Thọ ngồi trên xe Falcon đến tòa đại sứ Pháp, sức sực đi thẳng vô văn phòng tôi nói: Marion, tôi đến đây tống cổ ông rời Sài Gòn trước 9 giờ sáng ngày mai. Tôi gật đầu. Sáng hôm sau, mùng 1 tháng 5 năm 1975, Thọ còn hạ nhục tôi bằng cách cho công an xét vali và bắt tôi ra Hà Nội trước khi bị Pháp. Tôi phản đối. Khi phi cơ cất cánh, tôi ra lệnh cho phi công bay luôn sang Bangkok thay vì ra Hà Nội. Động sĩ nhục một đại sứ, Lê Đức Thọ và công an Việt Nam đã phải trả một giá rất đắt. Tổng số ngân quỹ viện trợ nhân đạo hàng năm, nước Pháp quyết định không trao cho Hà Nội một cách bạc nào trong suốt 10 năm qua. Chiều ngày 27 tháng 4 năm 1975, tôi nhận được tin rất phấn khởi. Tướng Trần Văn Trà bắn tin nhờ chúng tôi cấp tốc thành lập chính phủ trung lập và gửi gắm hai nhân vật thân tín của ông vào chính phủ là bà Nguyễn Thị Bình và ông Đinh Bá Thi. Được biết, Đinh Bá Thi đã bị Hà Nội giết bằng tai nạn xe hơi sau khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ và tội mua tài liệu tình báo kỹ thuật cho Liên Xô. Tùy viên quân sự của chúng tôi cũng xác nhận hai sư đoàn tập kết của Trần Văn Trà sẽ tiếp thu Sài Gòn, phóng tay trên quân đạo quân Danh Tiến Dũng. Chứng cứ mà Trần Văn Trà lấn quyền Hà Nội trong mưu đồ miền Nam tự trị được thể hiện ngay sau ngày 30 tháng 4. Trần Văn Trà chạy nước rút, tự ý thành lập ủy ban quân quản Sài Gòn Gia Định, hầu làm bàn đạp cho mặt trận giải phóng miền Nam nhảy lên nắm chính quyền trước khi Bắc Việt an bài chế độ để dễ dàng bành trướng chủ nghĩa. Còn mặt trận cướp chính quyền với thâm ý tạo sự nghiệp danh vọng cá nhân. Hà Nội có Nga Xô làm điểm tựa, có toan tính theo từng sách lược, còn mặt trận là những chánh trị gia thời cuộc có tính cách giai đoạn, nên cuối cùng bị thua trắng tay, bị cưỡng bức giải tán, cán bộ bị hạ tầng công tác trong thầm lặng. Dựa theo quan niệm còn nước còn Pháp, chúng tôi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể duy trì nhịp thở của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đang hấp hối từ giờ phút cuối của chiến tranh. Lúc 9 giờ tối ngày 27 tháng 4, chúng tôi họp với các tướng De Seguin, Bazzi, Vigia, Lenglet, Van Dusen, Gilles, Pierre Codet. Các tướng này đến Sài Gòn ngày 16 tháng 4 trong hảo ý phối hợp với các tướng lãnh Việt Nam từng được Pháp đào tạo trước kia để phản công lại Bắc Việt. Họ đến với tư cách cá nhân. Qua lời xác nhận của tướng Gilles, chỉ huy quân nhảy dù Pháp trong trận Điện Biên Phủ, thì thiếu tướng Phạm Văn Phú không thất bại dễ dàng như vậy. Tướng Gilles yêu cầu tôi can thiệp với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trả tự do cho tướng Phú, lúc đó đang bị ông Thiệu nhốt chung với các tướng lãnh khác trong Bộ Tổng Tham mưu. Ông Thiệu đã làm một việc quá nguy hiểm, đang lúc quân đội cần tướng mà tướng lại bị tống giam, như vậy là có ác ý đập tan nát Bộ Tham mưu hành quân của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 29 tháng 4, tướng Phú nằm trong bệnh viện Grand. Tôi điện thoại trấn an, yêu cầu ông đừng bỏ đi, sẽ tạo thêm tình trạng hỗn loạn, hoang mang cho binh sĩ. Ông hứa ông sẽ không bỏ chạy. Nếu không giữ được Sài Gòn thì ông thề bỏ xác tại bệnh viện này. Tướng Phú giữ đúng lời hứa. Ông là một tướng lãnh trong gián bài trung lập sau Dương Văn Minh. Tới ngày 29 tháng 4, được tin Dương Văn Minh sẽ đầu hàng Cộng sản vào sáng mai, ông đã dùng độc dược tự sát. Các tướng lãnh hồi hưu Pháp cũng đề nghị tôi thực hiện kế hoạch bỏ trống Sài Gòn. Giai đoạn 1, phân nửa quân gồm lực lượng tự vệ, cảnh sát an ninh, những binh đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân và các binh chủng thuộc bộ binh lén di chuyển lúc nửa đêm sau lưng Cộng sản, đi lên các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Phước Long có nhiệm vụ tái phối trí lực lượng và bồi dưỡng tinh thần binh sĩ. Phần nửa kia gồm hải quân, không quân di chuyển hết về miền Tây để dùng cho các trận chiến sông ngòi, các đường tiến của Cộng sản tràn xuống quân khu 4. Mời hai tướng Dương Văn Minh và Trần Văn Trà công bố chính sách trung lập. Sài Gòn là vùng phi quân sự, nơi chỉ để nói chuyện thương thuyết bằng những giải pháp chính trị. Sài Gòn không có quân, Cộng sản không có cớ tàn phá. Giai đoạn 2, phản công trên cơ sở du kích, chiếm lại lần hồi đất đã mất và chờ quân viện mới, thay thế chính phủ trung lập bằng một chính phủ lưu vong Việt Nam Cộng Hòa. Vai trò Dương Văn Minh đến đây chấm dứt. Các tướng Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vĩ, Ngô Quang Trưởng được xem là thành phần chủ lực cho chiến trường tương lai. Các tướng lãnh hồi hưu Pháp quả quyết sẽ tìm nguồn quân viện chẳng mấy khó khăn qua sự đóng góp của các cựu quân nhân Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Do Thái, nếu có lời kêu gọi của Hiệp hội Cựu quân nhân Thế giới tự do. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 75, tôi chuyển hết kế hoạch này cho ông Dương Văn Minh và định tối ngày 28 thì sẽ hoàn tất kế hoạch.
vì sao kế hoạch chưa được thực hiện. Đại tá tùy viên chúng tôi tỉ mỉ trình bày quân số đội binh. Quân Cộng sản Bắc Việt hiện bao vây Sài Gòn gồm có các sư đoàn 304, 308, 312, 320, 322, 325 và hai sư đoàn mặt trận giải phóng miền Nam, 300 thiết giáp và 600 đại bác đủ loại. Tổng cộng quân số khoảng 70.000 tính cả lực lượng trừ bị. Đúng như lời Trung Quốc thông báo, Hà Nội tung hết quân bỏ ngỏ Hà Nội. Giá lúc ấy Trung Quốc chỉ cần diễn binh một vài sư đoàn trên biên giới qua Việt thì lập tức Hà Nội sẽ tự ý ngưng chiến và tán thành chính phủ trung lập rất mau lẹ. Rất tiếc, quân số Việt khu thủ đô có khả năng tác chiến, có võ khí trong tay ước được 100.000. Căn cứ về võ khí, đạn dược, quả lực nặng, tiếp liệu và tinh thần chấp nhận chiến đấu thì Sài Gòn có thể phòng thủ cầm cự được chừng 7 tháng. Trong 7 tháng đó, biết đâu tình hình lại chẳng thay đổi theo chiều hướng khác. Chúng tôi đưa ra sự kiện này nhằm bác bỏ lập luận nói rằng Cộng sản Việt Nam sẽ thiêu hủy Sài Gòn với số quân gấp 5 lần. Kinh nghiệm bọn Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975 đã xảy ra tình trạng chém giết hỗn loạn nguy hiểm đến sinh mạng Pháp Kiều và các phóng viên ngoại quốc, cần tòa đại sứ Pháp che chở. Vì vậy, ngày 19 tháng 4, tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao tăng phái cho chúng tôi một trung đội thủy quân lục chiến từ Nouvelle Caledonie đến Sài Gòn để bảo vệ sứ quán. Lời yêu cầu này được thỏa mãn ngay. Mặt khác, các vị tổng lãnh sự Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế gấp rút kiểm tra lại nhiệm sở để trấn an dư luận. Khi đó có 722 người là Pháp chánh gốc, 9.500 người có Pháp tịch, 11.000 trẻ em lai Pháp sống tại các cơ quan từ thiện. Tất cả số 21.000 người này sẽ được đưa về Pháp định cư. Tuy nhiên, để cứu thêm mạng người, chúng tôi đã gửi cho Hà Nội danh sách ghi danh cho hồi hương thêm những người hồi tịch Pháp, cựu quân nhân tham dự bên cạnh quân đội Pháp trong hai kỳ thế chiến, công chức thời Pháp, nhân viên làm việc trong các cơ sở tư nhân Pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Một người hội đủ điều kiện như vừa quy định có thể kéo dài thêm gia đình, anh em ruột thịt, con cháu, dâu rể bên ngoài cũng như bên nội. Kết quả chúng tôi đã đem về Pháp tất cả 80.000 người. Để mua thêm người từng cộng tác với Pháp, mỗi năm chính phủ Pháp phải trả cho Cộng sản máy cày, dược phẩm, các bộ phận bảo trì, công ty nhà đèn, thủy cục, nông phẩm, v.v. Chiều ngày 28 tháng 4, tướng Pazzi xuống Cần Thơ gặp tướng Nguyễn Khoa Năm. Sau đó khi trở về, ông Pazzi cho biết miền Tây rất khả quan, chỉ có quốc lộ số 4 bị Cộng sản tạm thời cắt đứt. Tướng Nguyễn Khoa Năm hai lần yêu cầu ông Dương Văn Minh cho phép ông đem quân giải tỏa quốc lộ phản công, nhưng Dương Văn Minh dặn đi dặn lại mấy lần là đừng phản công mạnh, tạm thời ở thế chờ để ông tìm giải pháp chính trị tại Sài Gòn. Ông Nguyễn Khoa Nam than thở với tướng Pazzi: nếu tôi đánh mạnh thì là bất tuân thượng lệnh, nếu tôi đánh nhẹ thì tinh thần binh sĩ mất hết. Đến giờ phút này mà bức màn chính trị còn bịt mắt quân đội. Ông nói lại với đại tướng Minh dùm: nước tràn bờ mà không cho đắp đê ngăn lại. Ông làm chứng dùm tôi, quân đoàn 4 chúng tôi không thua. Chính trị Sài Gòn đã trói tay chúng tôi, bắt buộc phải thua. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi nghe Dương Văn Minh đọc bản trao nước cho giặc, tướng Nguyễn Khoa Nam cùng nhiều tướng lãnh liêm sĩ khác đã chọn câu nói của Voltaire để giữ danh dự của người làm tướng: còn giữ được danh dự là chưa mất mát nhiều. Trời đã vào đêm rồi, đại bác súng liên thanh nổ gần hơn, làn sóng người chạy ngơ ngác tìm đường trốn cộng sản nghẹt cứng cả thành phố. Ông đại tướng Dương Văn Minh đâu? Sao kế hoạch chưa thực hiện? Trần Văn Trà đâu? Sao chưa cùng Dương Văn Minh xuất hiện thành lập chính phủ trung lập? Tôi lo lắng gọi điện thoại đến nhà Dương Văn Minh. Người trả lời là Trung tá Đẩu, chánh văn phòng. Dạ thưa, đại tướng chúng tôi hiện đi lên Xuân Lộc thương thuyết với người phía bên kia. Bỗng nhiên, đầu óc tôi căng thẳng từng mạch máu, tay chân bủn rủn. Ông mời tiếp Thượng tướng Lê Đức Anh, phụ tá Văn Tiến Dũng, nơi đây đang có mặt Lê Đức Thọ, tức là ông đại tướng đi thẳng với phe Bắc Việt. Ông Minh đi trên tức quân không có, quan cũng không, chính phủ chưa có gì hết. Như vậy chỉ là đi đầu hàng Bắc Việt. Công việc này không cần đến một đại tướng, trao cho một em bé đánh giày 10 tuổi cũng làm được. Cái hướng mà ông Minh cần phải đi tới là hướng Củ Chi, nơi Thượng tướng Trần Văn Trà đang chờ, chờ cho đến kiếp sau. Những lời ông Minh hứa với chúng tôi đã như nước đổ lá khoai. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu công trình vận động, phút chốc ông Minh làm tiêu tán hết. Lại còn dối gạt các tướng lãnh yêu nước khác, gây ra sự chậm trễ phản công giờ chót, bởi đa số tưởng ông đại tướng có phép lạ, sáng chế được công thức ngưng bắn tại chỗ mà phe quốc gia không bị thua trong nhục nhã. Thâm ý của ông Minh là muốn đầu hàng, sau đó ngồi ăn hưởng cho đến già. 8 giờ tối ngày 29 tháng 4, sau khi nhận lãnh chức vụ tổng thống do cụ Trần Văn Hương bàn giao, ông Minh điện thoại xin lỗi chúng tôi, bày tỏ sự hối tiếc là đã không hợp tác được với chính phủ Pháp.
Cách duy nhất mà ông phải chọn là đầu hàng Bắc Việt mới mong cứu sống thủ đô Sài Gòn. Tôi lạnh lùng trả lời một câu duy nhất: thưa đại tướng, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Giờ cuối của chiến tranh, Việt Nam cần có một nhà lãnh đạo cương quyết, dám dấn thân, nhưng chúng tôi lại chọn lầm một bại tướng. Tôi cúp điện thoại. Và từ 10 năm qua, tôi không hề mà cũng không muốn liên lạc với ông ta nữa. Lúc phi cơ xoay ở một độ nghiêng lấy hướng qua Bangkok, tôi nhìn xuống Sài Gòn lần chót. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên niềm bùi ngùi, thương tiếc tất cả những gì đang xảy ra dưới đất. Tôi như người bại trận, hay nói cách khác, tôi xin được làm bạn người bại trận để chia sẻ nỗi bất hạnh mà người Việt Nam phải gánh chịu trong những ngày sắp tới. Việt Nam và tôi có rất nhiều kỷ niệm, có quá nhiều quan hệ thân mật, suốt đời không phai lạc. Sống ở Việt Nam lâu năm, tôi cảm thấy thương xứ sở này, tội nghiệp cho họ. Họ có thừa khả năng dựng nước, nhưng cái quyền làm chủ quê hương đã bị các cường quốc truyền tay nhau định đoạt. Tôi xin lỗi người Việt Nam, tôi đã làm hết sức mình, nhưng không cứu vãn được nền hòa bình cho dân tộc Việt. Vĩnh biệt Sài Gòn. Sài Gòn hồn nhiên với những mạch sống dạt dào ân nghĩa, một khi đã chọn làm bạn hữu tâm giao. Năm 1979, Đại sứ Võ Văn Sung có thư mời tôi trở lại thăm Sài Gòn. Tôi từ chối vì lý do không quen với cái tên Hồ Chí Minh. Sài Gòn đã mất, tôi trở lại đó thăm ai? Ở đời có khéo lắm cũng chỉ gạt được người ta lần thứ hai, làm sao lừa dối được lần thứ ba? Người cộng sản quá ngây thơ ở một khía cạnh nào đó, nên tưởng nhân loại đều ngây thơ như họ. Liên tục nói dối hàng bao nhiêu năm, tưởng như vậy quần chúng sẽ nhập tâm tin là thật. Họ lầm. Nói láo để tuyên truyền chỉ có lợi trong chốc lát, nhưng về lâu về dài thì chân lý của loài người sẽ đè bẹp họ. Muôn thuở cũng vẫn là sự thật. Ngày nay Nga Xô đã siết chặt sai khiến họ dùng Việt Nam làm phương tiện đóng góp quyền lợi cho Nga. Họ có muốn thoát ly, có muốn nhờ Tây Phương tháo gỡ cũng không được nữa, vì đã từng phạm lỗi to lớn là đã lường gạt Tây Phương. Sau hết, chế độ Việt Nam Cộng Hòa thua, nhưng thật ra người Việt Nam chưa thua Cộng sản. Trận chiến chưa chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mỗi năm, vợ chồng chúng tôi đều đi xuống Lourdes để kính lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Luôn luôn tôi nhắc nhở nhà tôi cầu nguyện cho người Việt Nam đạt được nền hòa bình theo sở nguyện của họ. Tôi tin rằng Chúa Trời và Đức Mẹ không bỏ rơi dân tộc Việt Nam. Mérillon, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam. Kính thưa quý thính giả của đài Việt Nam TV, thưa quý vị, sau 35 năm, miền Nam Việt Nam đã sụp đổ. Giờ phút này rất nhiều cuốn sách cũng như rất nhiều tác phẩm đã nói về miền Nam Việt Nam. Dĩ nhiên, chúng ta đã đọc rất nhiều tài liệu từ Hoa Kỳ về phía Cộng sản, cũng như một số quý vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã viết nên những trang sử đó. Nhưng thực chất của miền Nam Việt Nam như thế nào, và thực sự vì Tổng thống của đề nghị Cộng Hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có những suy tư, đã có những ước mong như thế nào, và ông có phải là một trong những nhân chứng để làm cho miền Nam Việt Nam sụp đổ hay không? Rất nhiều người đã nói đến, và kính thưa quý vị, giờ phút này, sau 35 năm, miền Nam đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng cũng có rất nhiều cuốn sách đã lưu lại những sự cố đó, và dĩ nhiên, thưa quý vị, tất cả những công việc đó, rất nhiều những nhân chứng lịch sử có thể thấy được, nghe được và là chứng nhân của lịch sử để nói về những cái giai đoạn quý giá đó. Và dĩ nhiên, chúng ta là những người của thế hệ hôm nay và ngày mai cũng cần phải đưa những dữ kiện lịch sử thật sự đó cho con cháu tương lai, bởi vì chính họ là những người quyết định cũng như phán đoán tất cả những gì của lịch sử Việt Nam năm 1975. Thưa quý vị, đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta từ trước đến nay thì như quý vị cũng đã thấy, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng cuộc chiến quốc cộng từ những năm 1945 đến năm 1975 đến bây giờ phải nói là một giai đoạn vô cùng ly kỳ. Và mặc dù tất cả những sự kiện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như là một số những dự án cũng như những cái thơ mật đã giải mã, nhưng thực chất trong những sự giải mã cho chúng ta biết được bao nhiêu phần trăm. Đó là những điều mà ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng đón nhận một vị giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng. Nguyên ông là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa trong những năm cuối cùng của thời đại Cộng Hòa. Và ông là một trong những chứng nhân
cũng như là một vị bộ trưởng đã có những cái đề án, kế hoạch cho đất nước Việt Nam Cộng Hòa từ những năm 1974-75. Và cái sự sụp đổ đó, ông đã là một nhân chứng gắn liền với cái cuộc chiến. Chính vì điều đó cho nên ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh đón tiếp ông tại phòng audio này, và chắc chắn ông sẽ tâm tình với tất cả các khán giả để chúng ta biết được những cái tâm tư tình cảm. Và điều đặc biệt, thưa quý vị, ông cũng là tác giả của ba cuốn sách đang nổi tiếng ở tại hải ngoại, chính là cuốn sách Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập, rồi cuốn sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy, và giờ phút này ông chuẩn bị ra mắt tác phẩm đặc biệt Tâm Tư Tổng Thống Thiệu vào ngày 27 tháng 6 năm 2010 tại thành phố San Jose. Đây là một khoảng thời gian đặc biệt mà chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi theo dõi cũng như chia sẻ những câu chuyện mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta. Xin hân hạnh giới thiệu với quý vị giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng. Xin chào anh Nguyễn Hồng Dũng và kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Nam TV. Dạ vâng, thưa giáo sư, mới vừa qua San Jose mấy ngày rồi? Dạ, thưa được 2 ngày rồi. Dạ, 2 ngày. Thấy cái không khí nóng bức ở đây như thế nào? Dạ, thưa anh thì cũng Washington bây giờ cũng nóng lắm, nhưng mà ở đây thì phong cảnh rất là đẹp, đồi núi tung lũng, và chúng tôi thấy là cũng rất là lãng mạn, thưa anh. Dạ, vâng. Và đây là lần thứ hai được trở lại với quý đồng hương ở San Jose để mà chuyện trò tâm tình. Cách đây lần đầu tiên là năm 2005, thưa anh, trong cái cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, và đã được đồng hương đón nhận rất là tận tình, và cái đó cũng là một cái lý do cho chúng tôi đi thêm một bước nữa mà viết lên cuốn sách này, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thật sự thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng đã qua đây mục đích chính là buổi ra mắt sách tác phẩm Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, sẽ cho chúng ta biết được những hoài vọng, những ưu ức cũng như những nỗi niềm mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong suốt nhiều thời gian mà ông ta nắm giữ cái chức vụ hành pháp quan trọng nhất. Và kính thưa quý vị, trong ngày 27 này chúng ta sẽ đón đọc. Tuy nhiên, trước khi chúng ta đón đọc thì chúng ta cũng có thể cần biết được những điều gì mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng như tất cả những vị trong Việt Nam Cộng Hòa đã nghĩ gì trong cái cuộc chiến và đã hành động như thế nào để chống lại cái sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Phương. Trước hết thì xin giáo sư có thể giải bài một xíu cho mọi người biết rằng toàn bộ cái tác phẩm Tâm Tư Tổng Thống Thiệu là nó mang đến cho quý thính giả những cái nỗi niềm hay là tất cả những cái hồ sơ mật cũng như là tất cả những công việc gì mà nó liên quan đến cuộc chiến Việt Nam, thưa giáo sư. Thưa anh Dũng và thưa quý khán thính giả của đài truyền hình TV Việt Nam. Cái cuốn sách này tự nhiên chúng tôi viết là vì sau khi ra mắt cái cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy lần cuối cùng là ở 3 lần, tức là Nam Cali, Houston và lần cuối cùng là tháng 6 năm 2005 ở San Jose, thì hôm ấy không có anh Dũng nhưng mà rất nhiều đồng hương đặt những cái câu hỏi rất là chi tiết về những cái diễn biến ở hậu trường miền Nam Việt Nam, đặc biệt là trong Dinh Độc Lập, và những cái sự suy nghĩ của Tổng thống Thiệu và những cái mệnh lệnh ông ấy ra trong những cái thời gian rất là critical lúc ấy. Vậy thì chúng tôi cũng suy nghĩ lại và còn nhiều điều chưa viết được trong 2 cuốn trước, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là một cái cơ hội tốt để đánh dấu cái 35 năm sự sụp đổ của miền Nam, mà viết lên những cái gì mà mình biết được, mình nghe thấy, mình trông thấy, là vì lúc đó chúng tôi thực sự là một cái tình cờ lịch sử mà đứng ngồi bên ông Tổng thống Thiệu trong những cái ngày tháng cuối cùng, và được ông ấy tâm sự rất nhiều điều. Sau năm 1975 ở London, ở Boston, thì chúng tôi thấy rằng còn rất nhiều nốt, và lại đặc biệt là có những cái giải mật rất là quan trọng cho lịch sử từ năm 2006 cho đến bây giờ. Có những cái giải mật mới đây cũng chỉ độ năm hơn năm thôi, thì chúng tôi thấy là rất là cần thiết để bổ túc cho 2 cuốn sách trước, để viết về cái suy tư của người lãnh đạo miền Nam, đặc biệt là về khía cạnh đối với đồng minh Hoa Kỳ, là cái khía cạnh mà chúng tôi có thể nói rằng nắm rất vững, vì ông mất rất nhiều thời giờ để mà nói đến cái chuyện này và nghiên cứu cũng mấy chục năm nay. Chứ còn những cái khía cạnh khác, quân sự, khía cạnh
chính trị nội bộ thì chúng tôi biết rất ít, đây là vì chúng tôi cũng đi du học từ năm 1958. Thì thực ra tất cả những quý vị khác, những cái tác giả khác, những người thân tín khác của Tổng thống Thiệu thì sẽ có, tôi chắc chắn là trước hay sau cũng sẽ có dịp viết về ông. Nhưng mà chúng tôi viết đặc biệt về cái khía cạnh tâm tư của ông đối với đồng minh, mà là cái khía cạnh ông đã tâm tư rất nhiều, có khi cả tuần lễ ở London thôi. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, khi mà đặt cái tựa đề là tâm tư Tổng thống Thiệu, thì có một số quý học giả cũng như là một số quý giáo sư cũng đã đọc được trên các website cũng như là cái sự giới thiệu ở trên các cái truyền hình online, thì chúng tôi với ngạc nhiên là cái tâm tư có phải là một cái sự kiện, nó là một sự thầm kín, một cái nguyện vọng, một cái ước ao từ trong lòng của mỗi một con người. Như vậy thì thưa giáo sư đặt là tâm tư của Tổng thống Thiệu, nghĩa là giáo sư đã đọc ở trong lòng của một cái vai trò như là một cái người của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì như vậy cái tiêu đề đó nó có chính xác thật sự của những lời mà Tổng thống Thiệu muốn nói với quốc dân không? Thưa anh Dũng, thưa quý khán giả, chúng tôi đầu tiên đã đặt cái tên cuốn sách là Nhìn Xuyên Qua Tâm Tư Một Tổng thống. Tức là không phải ông Nguyễn Văn Thiệu thì cái người khác ngồi đó, ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B. Đấy, nhưng mà chúng tôi thấy rằng là như vậy nó dài quá, nhìn xuyên qua tâm tư Tổng thống Thiệu, thì chúng tôi lại bỏ hai cái chữ nhìn xuyên qua đi. Nhưng mà trong tất cả những cái thư mời chúng tôi đã viết rõ ràng là nhìn xuyên qua Tổng thống Thiệu, và trong cuốn sách chúng tôi cũng viết, tức là chúng ta nhìn xuyên qua cái sự suy nghĩ, những cái tư tưởng thầm kín của cái người lãnh đạo, đặc biệt là đối với đồng minh Hoa Kỳ, để chúng ta tìm hiểu những cái quẩn khúc còn lại của lịch sử và những cái điều mà có thể là sách vở không ai nói. Và vì Tổng thống Thiệu là cái người rất kín đáo, nhưng mà chúng tôi cũng không hiểu vì làm sao vì một cái tình cờ lịch sử mà ngồi bên ấy thì ông ấy làm việc với ông thì ông ấy ra lệnh này lệnh kia ở trong Dinh Độc Lập, thì chúng tôi có viết lại nốt hết. Và những cái sự suy tư, những cái lúc ông ấy phàn nàn, ông ấy tâm sự, chẳng hạn như ở London có những cái hôm cả ngày từ sáng đến tối cho đến nửa đêm luôn, thì ông ngồi ông ấy kể chuyện lại những chuyện như thế nào thế nào. Tức là đó là cái tâm tư của ông ấy, đặc biệt là đối với cái cạnh đồng minh Hoa Kỳ. Tại vì ông biết rằng cái ông Hưng này, chắc cái ông Mỹ Khoan này thì ông cũng chẳng biết gì về quân sự hay là về chính trị nội bộ. Thành thử ra ông ấy nói nhiều về cái cạnh đồng minh và chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam và những cái trăn trở của ông ấy. Đó là cái khía cạnh tâm tư của người lãnh đạo Việt Nam mà chúng tôi thấy rằng nó cũng phản ánh phần nào cái tâm tư của cái người lãnh đạo đệ nhất của Hòa Tây. Thì chúng tôi cũng đã mất khá nhiều năm để nghiên cứu về cái tâm tư của Tổng thống Ngô Đình Diệm đấy, nhưng mà thôi, chúng tôi thấy rằng thì là cũng đã có rất nhiều độc giả, rất nhiều tác giả viết về Tổng thống Diệm, thì chúng tôi thấy rằng mình có một cái cơ may mà ngồi bên ông, chứng nhận những cái lúc đau đớn của ông, những cái lúc ông vui vẻ, những cái lúc ông đau khổ, và những cái tâm tình của ông sau khi đã giã từ vũ khí ở London và ở Boston. Thì tôi nghĩ nó thật lắm khi mà ông ấy nói những cái không còn cái chuyện là ra tranh cử hay là không còn có cái chuyện gì, ông ấy trầm tĩnh lại sau bao nhiêu năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng nên nói, viết ra, mình biết được cái gì thì viết ra, chứ còn không phải là viết để mà binh vực ông ấy hay là còn có những cái sự kiện chúng tôi viết ra mà có thể nói rằng nó thuận lợi cho ông ấy, in his favor, thì so be it. Đó là cái chuyện sự thật rất là như vậy. Nhưng mà chúng tôi chỉ xác định rằng chúng tôi viết cái gì ra là nói có sách mách có chứng, còn những cái tâm tư mà ông ấy nói chuyện thì mình cũng kể lại thôi, chứ còn bây giờ bảo là sao mà gọi đem cái máy recording đến mà ghi ông ấy nói chuyện, là ngồi uống ly rượu rồi ông nói chuyện này chuyện kia, thì cái đó là cái mà chúng tôi viết trong cuốn sách này. Cảm ơn giáo sư. Như vậy là chúng ta có thể giải tỏa được cái chữ tâm tư. Như vậy là giáo sư ở trong cái vai trò là đại danh từ thứ nhất để nói về đại danh từ thứ ba, có nghĩa rằng chúng ta sẽ nói về một người khác, chứ không phải là mình lấy cái sự kiện của Tổng thống Thiệu đóng cái vai trò của mình. Đó là một cái điều mà chúng tôi đã nhìn thấy một số các cái bài viết ở trên online, đặc biệt là như là Vũ Ánh hay là ông Nhân ông cũng đã viết về tất cả những sự kiện đó. Nhưng mà thưa quý giáo sư, thì cái tâm tư, thì điều đó chúng ta biết rằng cái nỗi niềm của lòng một người
nhưng mà Tổng thống Thiệu từ trước đến nay, và đặc biệt là trong cái thời mà ông đã trở thành vị nguyên thủ quốc gia trong những năm 1967 cho đến năm 1974-75, và sau khi mà ông đến nước Anh rồi qua Hoa Kỳ, thì thật sự ông là một người phải nói rằng trên thế giới này có một không ai. Nghĩa là ông không để một cái hồi ký, ông không viết một cái bài văn, ông cũng không đứng nói chuyện trước quốc dân, ông cũng không nói với đồng bào của mình khi mà cùng chúng một cái số phận ra đi nước ngoài. Như vậy thì cái điều như thế này, khi mà giáo sư đã nói lên cũng như là viết một cuốn sách, làm thế nào chúng ta có thể chứng nhận được những lời của giáo sư viết và những điều mà ông Thiệu nghĩ là nó chính xác đến cái mức độ như vậy? Dạ thưa anh Dũng, là khi cái câu hỏi của anh vừa đặt ra nó rất là chính xác. Tại vì tôi nghĩ rằng cũng nhiều quý đồng hương cũng có thể đặt cái câu hỏi đó một cách rất là legitimate. Làm sao mà ông biết được cái chuyện đó? Làm sao mà chúng tôi tin ông được? Và ông bịa ra thì sao? Thì nó rõ ràng là như vậy. Thì đây tôi phải nói như thế này. Nhiều chuyện ông ấy nói ra thì chúng tôi đã chứng minh được. Chẳng hạn như nhiều khi ông ấy tâm sự với mình rồi ông lại cho một hai cái chỗ nào đó phỏng vấn ông ấy, thì bây giờ mình còn bút tích những cái chỗ. Có những cái ông viết xuống thì chúng tôi cũng có những cái bút tích. Và thưa anh, là những cái tài liệu mới giải mật đây thì nó lại soi sáng cho nhiều cái điều trăn trở của ông. Đây, nó soi sáng rất nhiều. Vì thế chúng tôi an tâm lắm. Và một cái sự kiện rất đặc biệt cũng xin nói lại với anh Dũng, với lại quý thính giả, quý đồng hương, là cũng nhiều điều mà chúng tôi viết trong cuốn sách này thì chúng tôi đã viết ở trong cái cuốn The Palace File. Đấy, lại cuốn dịch ra là khi hồ sơ mật Dinh Độc Lập, đấy, The Palace File, xuất bản năm 1986. Mục đích lúc đó của chúng tôi là viết cho nhân dân Mỹ để cho họ hiểu cái sự lúc bây giờ họ cũng trăn trở lắm về cái phong trào thiện nhân sang đây rồi là gánh nặng cho Hoa Kỳ. Thì chúng tôi cũng phải nói ra rằng cái lịch sử của những cái sự cam kết mà đã bội ước, thì bây giờ Hoa Kỳ cũng phải có một cái trách nhiệm đối với nhân dân Việt Nam, cứu vớt 1 triệu người, chẳng là cái con số chúng tôi mang ra ngày 30 tháng 4 trong cái cuộc họp báo tại Washington, khi mà miền Nam sụp đổ hết, chỉ còn có mỗi một mình chúng tôi có cái cơ may mà đứng đấy giữa thủ đô Washington mà chẳng còn cái gì cả, còn có cái mồm thì hét lên thôi. Thì sau đó viết cuốn sách The Palace File, thì trong đó một số những cái tâm tình của ông ấy chúng tôi cũng đã ghi, nó không có rõ, nhưng mà chúng tôi ghi là 1986 thì Tổng thống Thiệu còn sống, Đại tướng Viên còn sống, Trung tướng trưởng còn sống, tất cả chứng nhân còn sống hết. Đấy, thưa anh, cái chuyện đó là rõ ràng như vậy. Thì thực ra nếu mà chúng tôi cũng rất là an tâm và biết rằng mình là sự thật, mình nói sự thật thì cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng mà đồng bào có quyền đặt câu hỏi như vậy, thưa anh. Nhớ là ông bịa ra thì sao? Là sao mà ông biết được tâm tư ông ấy? Thì tôi cũng không hiểu nữa, tại vì chẳng hạn như là sau khi khi ông sang London, tức là 25 tháng 4 đó, thì Tổng thống Thiệu tới Đài Loan. Đấy, thì tôi đang ở Washington, lúc bây giờ là đi cái mission cuối cùng cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì trăn trở lắm, thấy ông ấy dậy thì tìm cái con số trước telephone qua đại sứ Kiểu, là anh ông ấy làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Đài Loan, gọi để yên ủi ông. Và thưa Tổng thống, thôi Tổng thống cũng đã cố gắng thì lịch sử sẽ phán xét thôi, chứ còn bây giờ thì ông ấy mừng lắm. Đúng rồi, anh ơi, thôi vậy thì 76 đó, 1976, sau khi có cái tuyển cử Tổng thống Hoa Kỳ, là lúc bây giờ Tổng thống Ford với lại Carter, là Carter thắng đó. Đấy, ông Ford với ông Dick, cái Switzerland nhem quá thì dân Hoa Kỳ họ đổi sang Tổng thống Carter. Thì mùa thu năm 76, ông ấy telephone yêu cầu chúng tôi sang chơi với ông ấy. Đó là ở với ông cả tuần lễ, từ sáng đến tối đi chỗ này kia rồi nói chuyện tâm tình, ăn sáng rồi thì ăn trưa rồi đi vòng vòng, rồi tối đến về uống ly rượu lại tiếp tục nói. Thì ông ấy tâm tư rất rất nhiều điều mà chúng tôi còn ghi lại được. Thì ông bảo thôi tay đi ngủ, 12 giờ đến và thôi đi ngủ thôi, mặt cũng buồn lắm. Là khi nói đến những cái chuyện này thì chúng tôi lên cái phòng nhỏ trên gác, nhà ông ở bên London khá lạnh, tại vì bên London nhà cửa nó không có central heating như bên này. Thế thì tôi cũng thức đêm, tôi viết lại mấy cái điểm mà ông ấy tâm sự, rồi đi về bao nhiêu lần, rồi đến lúc ông ấy dọn sang Boston là năm 85, 86 đấy, thì chúng tôi cũng
viết rất nhiều thư từ, gọi telephone vân vân, thì cũng tôi nghĩ rằng thật nào cũng hiểu được, nắm được cái tâm tình của ông. Dạ, chứ thật là ông tâm sự, ông tâm sự với mình, còn tại làm sao mà ông lại tâm sự thì tôi cũng không hiểu. Có thể là ông cũng cô đơn quá, ông ở London nó không có giao thiệp với ai, ông ngồi rùi rùi trong nhà thì ông cũng cô đơn, thì ông gọi sang để ông tâm sự. Nhưng mà có tác giả lại có người đặt câu hỏi là có khi mà ông Thiệu lại xúi ông Hưng yêu cầu Hưng viết cái sách này, thì tôi phải xác nhận là hoàn toàn không có. Thưa anh, không, ông ấy con người rất tự hào, ông ấy không bao giờ ông bảo là anh viết về tôi thế này thế kia. Chỉ có một lần ông ấy viết một cái thư, ông yêu cầu tôi clear cho ông ấy về một cái chuyện nhỏ là bị đồng bào mình hiểu lầm. À, cuối năm 79 đó, có một cái chuyện hiểu lầm về cái chữ for and chữ with, tức là cái câu ông ấy nói đó, thì tí nữa anh có thể để ta sẽ bàn cái chuyện đó sau. Nhưng mà ông hiểu lầm thì ông viết thư để clear giùm ông. Chỉ có một cái thư đó, thì tôi có in lại cái thư đó xin phép Tổng thống, vì ông ở bên kia, thì tôi cũng xin phép ông. Tôi phải giữ tất cả những cái thư từ là bí mật, là confidential, nhưng mà ông cho tôi in một cái trang này để cho đồng bào ông hiểu rằng ông đã bị hiểu lầm. Chứ còn bao nhiêu lần tôi nói với ông, tôi xin lỗi, Tổng thống phải biết, hồi ký đi, Tổng thống phải biết, thì ông ấy suy đi tính lại rồi ông cứ nhất định không biết. Ông bảo tôi đã làm hết sức rồi, bây giờ tôi viết ra thì người ta đã bảo mình đi chạy tội. Thế anh, thành thử ra là ông ấy phải công nhận là ông rất lì. Ông ấy chẳng hạn những cái chuyện vàng chẳng hạn là ông ấy bị quan 100% là biến thủ 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Mà sự thật là lúc bây giờ ông ấy chỉ thị chúng tôi làm chứng cho khối kinh tế tài chính móc hết vàng bạc tiền bạc còn bao nhiêu đi mua tiếp liệu về, tại vì Hoa Kỳ cắt hết viện trợ rồi. Mà ông cũng nhất định không cải chính. Ông ấy phải thật là con người thật là khép kín. Vì thế mà mình có một cái cơ hội có thể nói là may mắn, vì một cái tình cờ lịch sử thì chúng tôi đứng ở đấy thì thấy cái chuyện nó như vậy thì ghi lại thôi, chứ còn cũng không có dám nói rằng ông nói vậy là đúng hay là sai, hay ông nói thật hay ông nói dối, tôi không biết. Nhưng mà mình biết cái gì thì mình ghi ra để cho lịch sử, để cho độc giả, để cho đồng hương phán xét đồng cho cùng mình thế thôi. Có lẽ là với cái tư cách là bộ trưởng bộ kế hoạch của những thời cuối cùng, và đặc biệt là giáo sư là một cái người có thể là thăng cẳng, cũng như là ông đã nhờ giáo sư trong những cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, tức là cuối tháng 4 năm 1975, khi mà giáo sư đã nhận một cái nhiệm vụ, một cái mission đi qua Hoa Kỳ vận động, cũng như là có những cái tiếng nói chung của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất là nổi tiếng là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Ông nói trước năm 1975, và dĩ nhiên hồi đó thì người ta không để ý lắm, nhưng mà sau đó thì người ta mới để ý những gì mà xảy ra. Nhưng có một điều là ông đã đưa ra cái 40, là cái điều mà đến ngày hôm nay thật sự chúng ta chỉ biết là những cái không nọ không kia, nhưng mà thật sự nếu mà nó không nọ không kia có 4 cái không đó thì nó đơn giản quá. Như vậy thì giáo sư là một cái người mà ở gần ổng trong cái giai đoạn đó, giáo sư có thể giải thích cái 40 của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đưa ra trước năm 1975. Vâng, thì thưa anh, cái chuyện đó thì đối với chúng tôi là một cái câu hỏi rất là chính xác, rất là sâu đậm, tại vì chúng tôi sự thật có hỏi ông câu đó. Thế anh thì tôi cũng xin kể qua lại cái lịch sử và tại sao chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Thiệu. Đó, thật với anh là đi du học từ năm 1958 cũng không biết cái ông Nguyễn Văn Thiệu là ai nữa, nhưng mà tôi thấy cái năm 1964 chúng tôi đang dạy học ở dưới Wesleyan College ở dưới North Carolina. Đấy, thì các sinh viên cứ thắc mắc là sao cái nước các ông nó lộn xộn quá vậy, unstable, nay đảo chính mai đảo chính. Thì anh Dũng còn nhớ lại, và các quý vị còn nhớ lại, sau khi tổng thống Ngô Đình Diệm ra đi đấy, thì cái tình hình miền Nam bị cái năm 1964 rất là lộn xộn, rất là, và nhiều chính phủ thay đổi nhau. Đấy, thì thành thử ra đối với ngoại quốc thì họ cho là rất đến đậm lạ lùng. Vâng, thì tôi còn nhớ một ông thầy, ông còn hỏi tôi mà anh thấy không, miền Bắc họ solid vững chãi như vậy mà sao bên các anh chia rẽ, mà cứ nay chính phủ này mai chính phủ khác, làm sao mà Mỹ giúp được. Đấy, thì thưa anh, thì chúng tôi cũng chăn trở lắm, đến đâu cứ bị đặt câu hỏi là sao nước các ông lung tung quá như thế này. Nhưng mà đến hè 65 thì bảo Time mới báo gì đăng một cái hình cái ông tướng thì cái ông Nguyễn Văn Thiệu, tôi bảo tôi chả nghe theo kiểu Nguyễn Văn Thiệu được bao giờ hết.
Nhưng mà sau đó thì thấy tình hình coi bộ ổn định. Dạ thưa anh, xong rồi đến 67 lại thấy có cái cuộc bầu cử tổng thống mà ông ấy trúng cử, thì sau đó thì thấy ổn định. Thì chúng tôi cũng có cái phần phấn khởi và cũng có cái phần nghĩa là đối với ông thì cũng có một cái sự kính nể và cái ông này chắc cũng ghê lắm này. Thì ông mới giữ được cái an ninh mà ổn định cho miền Nam. Thì đến lúc thấy mọi chuyện nó cũng tốt đẹp hơn lúc trước. Đấy, nhưng mà đến năm 68 đó khi mà Tổng thống Johnson quyết định giã từ vũ khí đấy, ông không ra Tổng thống nữa, thì tôi cũng đã viết trong sách và hôm nay cũng nhắc lại với anh Dũng với lại quý đồng hương. Chúng tôi đang đi công tác cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở bên Phi Châu, là cái xứ Gambia, nhỏ nhỏ thôi. Thì nghe cái đài VOA của ông Lê Văn nói rằng thì là Tổng thống Johnson không ra ứng cử nữa, thì mà nghe cái bài diễn văn của ông thì rất là có vẻ ê chề rồi. Thì tôi biết là thôi, hỏng rồi. Tại vì ở bên Mỹ thấy chống phong trào phản chiến mạnh quá. Tôi bảo thôi, cái này là chắc là tháo chạy rồi đây. Thế thì chúng tôi cũng nghiên cứu cái mô hình về suy nghĩ mãi xong có cái cách nào không để mà giúp không. Thì chúng tôi thấy rằng thì cái mô hình Đông Đức Tây Đức người ta buôn bán với nhau để mà trở thành, để mà nghĩa là hai bên cộng sản và không cộng sản, nhưng mà vẫn có cái hiệp thương, vẫn có cái buôn bán với nhau để mà tiến tới thống nhất trong hòa bình. Thì chúng tôi nghĩ lại thời Tổng thống Ngô Đình Diệm có cái ý định đó. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã liên lạc với Chủ tịch Hồ Chí Minh để mà đề nghị cái chuyện mà giải quyết nội bộ trong nhà với nhau. Tại vì ông Ngô Đình Diệm đã thấy cái trường hợp bên Lào thì biết rằng Mỹ cũng không có ở Việt Nam lâu được, và bây giờ đem quân vào như thế này thì miền Nam sẽ mất chính nghĩa, tại vì nhân dân sẽ coi cái ông lính Mỹ với ông lính Pháp giống nhau. Thì ông Ngô Đình Diệm rất là trăn trở. Đấy, thì tôi với suy nghĩ rồi thì là sau này được cái sự giới thiệu của Trung tướng Trần Văn Đôn, thì lúc ông ấy sang Washington, ông ấy lên Quốc hội, thì chúng tôi cũng đang vận động cái mô hình mà gọi là Nam Bắc Hiệp Thương để tiến tới thống nhất trong hòa bình. Thì ông Đôn thấy có vẻ có lý, thì anh về anh nói thẳng với ông Tổng thống Thiệu đi. Đấy, thì đến tôi cũng bắt đầu viết thư cho Tổng thống Thiệu và cũng nói đến những cái chuyện phản chiến Hoa Kỳ khó mà tơ nia được, thì Tổng thống cũng phải nghĩ chứ bây giờ cứ như thế này thì cũng đến lúc mà sụp đổ một cái đau đớn thôi. Thế thì 71, mùa thu 71, thì ông ấy gọi chúng tôi về mà cố không phải là trao đổi xem có như thế nào. Thì tôi còn nhớ cái buổi gặp đầu tiên tại Dinh Độc Lập, thì ông cũng ngồi như thế này, tôi ngồi đây, ông ngồi đây, mà có hai người thôi. Thì ông hỏi là giáo sư ở bên Mỹ, thì người Mỹ đang tính toán cái gì về Việt Nam. Thì thưa anh, cái lúc đó đấy là cái lúc mà sau, tức là khoảng tháng 9 tháng 10 1971, là cái lúc mà Tổng thống Nixon đã tuyên bố là đi sang Bắc Kinh, là ông Thiệu với lại chính phủ miền Nam là rung lắm rồi. Thì đến lúc ông gặp tôi thì ông bảo là anh là giáo sư ở bên Mỹ, thì giáo sư nghĩ rằng người Mỹ đang tính toán cái gì về Việt Nam. Tôi bảo dạ thưa Tổng thống, họ chả tính toán gì cả, họ đang bỏ ông rồi. Thế thì tôi bảo ông đang ngồi thế này, ông ngồi duyệt lại đằng sau rất là trân trọng, thì ông cũng biết rồi nhưng mà ông cũng có vẻ chăn chừ lắm. Thì ông hỏi là thế thì sau lúc nói chuyện thì ông hỏi là thế đối với giáo sư có một cái giải pháp gì không. Thì tôi bảo thưa Tổng thống, tôi đã nghiên cứu cái mô hình, bây giờ chúng ta phải trở lại cái mô hình của Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà Tổng thống phải tìm con đường hòa bình. Ông thầy tôi cũng là Warren Nutter, là phụ tá bộ trưởng quốc phòng, ông cũng có nói, ông bảo anh về nói với ông Thiệu tìm cái con đường khác, chứ tôi thấy nguy lắm rồi. Tôi thấy ông Kissinger ông lầm lì lì, và bây giờ bộ quốc phòng, bộ ngoại giao cũng không có đi họp ở trong tòa Bạch Cung nữa. Đó là cuối năm 71 đó. Thì ông bảo chúng tôi đã bắt đồng ý có một cái chuyện gì đây đang xảy ra đằng sau mà chính chúng tôi là bộ quốc phòng, bộ ngoại giao cũng không biết gì. Thì tôi bảo thưa Tổng thống, bây giờ là Tổng thống phải tìm, chứ bây giờ mà Tổng thống cứ 4-0 như thế này thì chết. 4-0 là không giao tiếp, không nhượng đất, không điều đình các thứ, không. Thì tôi cũng rất thấy làm thế làm lạ là ông nghe cái lời đề nghị của chúng tôi ngay, tức là đề nghị là hai miền trong một đơn vị kinh tế, tức là Bắc Nam trở thành bạn đồng phương. Thì sau cái cuộc đó, tờ Washington Post, một Outlook đăng cả một trang lớn về cái giải pháp đó. Sau khi chúng tôi đã vâng, mà chúng tôi bây giờ còn giữ được cái tờ Washington Post mà ngày Chủ nhật Outlook mà cả một trang, nó chỉ có 4 trang, đăng cả một trang. Tại vì lúc bây giờ Tổng thống Thiệu đem ra hòa đàm Paris. Thế còn trước đó chúng tôi đến vận là Washington Post, rồi thôi chuyện này vớ vẩn, tưởng tượng không được.
Nhưng mà sau khi ông Tổng thống Thiệu tuyên bố ở trong cái bài diễn văn trước khi tổng tuyển cử mà cái lúc ông ấy đọc diễn ấy, năm 71 ấy, và đem ra hòa đàm Paris thì báo chí phản ứng có vẻ tốt, bảo là ông này cũng đã nghĩ đến hòa bình. Đấy. Thì sau này ở London ấy, tôi cũng hỏi ông ấy, tôi bảo là thưa Tổng thống, cái lúc tôi mới gặp ông đấy, mà tôi cũng lo lắm. Tôi bảo là ông đã 4-0 mà không có cái gì mà nói chuyện được trò những gì với phía ngoài Bắc cả, thì tôi đề nghị là hiệp thương Nam Bắc để mà tiến tới thống nhất trong hòa bình, tại sao Tổng thống lại đồng ý? Ông bảo ấy, tại sao không? Thế tôi bảo ủa, vì ông đã có 4-0 mà tôi lại đề nghị như vậy. Thì ông bảo là chính cái câu đề nghị của anh làm cho tôi kính nể anh ngay từ giây phút đó, tại vì không có ai mà nói thẳng với tôi như vậy. Đấy, thì ông bảo, thì ông ơi, anh nhầm to, tôi nói 4-0 là cái 4-0 này là một cái kế hoạch, một cái như là một cái mưu đó để mà điều đình. Ông bảo rằng là tôi cũng phải nghe câu đó cũng phải phục ông. Ông bảo tôi chỉ nói 4-0 chứ có bao giờ tôi nói cả 100% của cái 4-0 đâu. Đấy, anh là nhà toán học thì anh lại còn hiểu cái câu rõ lắm. Thì ông bảo khi mà mình điều đình thì mình phải có cái gì để mà điều đình. Ấy thì lúc bây giờ ta có thể là 70% cái không này, 30% cái không kia, 45% cái không thứ ba. Chứ bây giờ điều đình mà chả còn cái gì, Mỹ rút đi rồi thì điều đình mà chả còn cái gì, điều đình cái gì. Thì tôi nghĩ rằng ông này cũng mưu lược đấy. Thì thưa anh, đó là cái chuyện 4-0 cũng là như vậy. Và ông ấy cũng rất trăn trở về cái chuyện mà trong đó chúng tôi có biết rất rõ là bị ông Kissinger với ông Nixon hăm dọa là sẽ đối chất ông ấy, là nói với công luận thế giới là ông Thiệu là con diều hâu, ông Thiệu cản trở hòa bình. Thì ông buồn lắm, ông bảo chính tôi đã muốn, thời Ngô Đình Diệm cũng đã muốn điều đình, chính tôi cũng đã điều đình. Thì chúng tôi cũng mới biết là ông năm 1967 đó, ông ấy vừa làm được lên tổng thống, ông ấy đã viết thư cho ông Chủ tịch Hồ Chí Minh để đề nghị, nghĩa là đàm phán trực tiếp giữa Nam Bắc. Nhưng mà như tiến sĩ Nguyễn Phú Đức là phụ tá của Tổng thống Thiệu viết trong cái cuốn sách của ông ấy là The Peace Negotiation, The Vietnamese Side, The Saigon Side of the Story, tức là tiến sĩ Đức có viết một cái cuốn sách về hòa đàm Paris mà về cái tiếng nói của cái cạnh miền Nam, thì tiến sĩ Nguyễn Phú Đức có ghi lại những cái sự kiện này rất rõ ràng. Đây. Đấy thì là ông bảo là tôi cũng đâu có phải diều hâu, đâu có phải là đưa anh em ra chiến trường để mà sương máu để mà ấy đâu, chúng tôi cũng đã có cái những cái giải pháp hòa bình, nhưng mà Hoa Kỳ thì cứ đi theo con đường thôi. Ông Kissinger ông đã vẽ ra một cái one way street, một cái xăng xinic thì cứ thế mà đi thôi, chứ còn đi chặt chẽ là không được. Đây thì cái đó là những cái căn trở của ông ấy, về cái sự lệ thuộc đối với đồng minh. Dạ vâng, thì quả thật đây là những cái điều mà có lẽ là rất là mới lạ khi mà chúng ta đã nghe những cái sự kiện có những bức thư cũng như là có những cái sự dàn xếp giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong những cái năm trước năm 1968, tức là trước cái vụ Mậu Thân. Đây cũng là những cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều cuốn sách cũng như là có nhiều cái sự giải mật để chúng ta có thể rõ hơn. Nhưng điều mà chúng ta thấy rằng nói đến người Mỹ thì thật sự chúng ta biết rằng cái thời đó thì là một cái thời mà Mỹ cũng đã có những cái dự trù. Tức là sau những năm 1972 thì chúng ta thấy rằng khi mà ông Nixon đã có mặt ở tại Thượng Hải với ông Chu Ân Lai, rồi ông Mao Trạch Đông, tức là trong cái giai đoạn đó Mỹ cũng đã muốn mở cửa cái cánh cửa Bắc Kinh. Thì đối với Việt Nam Cộng Hòa, khi mà mở cửa Bắc Kinh thì chắc chắn rằng họ sẽ đóng một cái cánh cửa nào đó, chắc chắn là họ đóng cửa Sài Gòn. Thì cái điều này, cái nỗi niềm, cái hoang mang, cái sự lo lắng cũng như là những cái kế hoạch như thế nào trong cái lúc đó khi mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của đề nghị Cộng Hòa chuẩn bị đối phó với một cái tình huống hết sức là khó khăn khi Mỹ đang bắt đầu muốn có một cái thái độ đối chiều. Vâng, dạ thưa anh, thì chúng tôi có viết trong cái cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu cả một cái chương mà chúng tôi lấy đầu đề là mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn. Đấy, thì là cái mà sau bao nhiêu năm bây giờ mình đúc kết cái hình ảnh thì nó rõ hết đây, tức là cái chính sách của Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà cái lúc đó thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng không biết gì về những cái chuyện mà bí mật của ông Kissinger sắp xếp. Rồi chỉ biết là ông ấy đi tàu thì lo lắm, thì sau bên thì lúc bây giờ Tổng thống Thiệu mà khi gặp chúng tôi đó thì thấy ông đã bắt đầu ông lo rồi. Nhưng mà gặp chúng tôi thì khoảng độ tháng 9, tháng 10 gì đó, thì Tổng thống Thiệu rất là lo ngại và viết thư cho Tổng thống Nixon. Thì
cuối năm 71, tức là Tổng thống Nước Trân đi Trung Quốc, đi tàu, đi Bắc Kinh vào đầu tháng 2 năm 72, thì cuối năm 71 đã viết thư đầu tiên cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bàn đến vấn đề mà gọi là cái kiểu, tôi không nhớ rõ mà tôi có ghi lại trong sách đấy, chúng tôi không bao giờ mà nói đến cái là negotiate một cái chuyện gì đằng sau lưng của đồng minh chúng tôi, tức là ông cứ yên tâm, ông đừng có lo, tôi đi chúng tôi để mà nói đến cái sự hòa giải giữa hai nước, chứ còn những cái vấn đề đồng minh thì chúng tôi không có động vào, chúng tôi ông cứ yên tâm đi, chúng tôi bao giờ cũng bảo vệ. Thì đấy là yên ủi ông ấy, để cho ông ấy yên tâm, ông ấy khỏi la lối lên. Chứ còn lúc bây giờ thì ông Thiệu không biết. Nhưng mà khi mà chúng tôi gặp ông lần đầu tiên thì, và sau này ông cũng đã nói đến cái chuyện mà nghĩa là, và tôi ông nói ờ thì bây giờ họ tìm được cái người con gái đẹp thì Việt Nam, miền Nam thì già và xấu xí rồi, thôi dẹp đi cho yên chuyện thôi. Thế là ông ấy nói cái tâm tư của ông ấy rất là đau đớn, mà khi ông thấy rằng ông Nixon đi với ông Kissinger đi như vậy, mà lại còn bí mật, ông Nixon còn tiết lộ ra cái sự bí mật của ông Kissinger đi cả. Nghĩa là từ mùa hè 71, ông Kissinger đã đi sang bên đấy mà bí mật, không ai biết gì hết, để mà làm chết cho cái cuộc viếng thăm của Tổng thống Nixon. Đấy thì ông ấy chăn trở lắm về cái chuyện mà nói với ông một đàng mà lại làm việc khác. Thì cho đến cái cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy mà xuất bản cách đây 5 năm là 2000 năm, thì chúng tôi cũng chỉ viết sơ sơ về những cái cuộc họp thôi. Nhưng mà thưa anh, từ năm 2006 cho đến bây giờ thì có những cái giải mật nghĩa là vô cùng, vâng, nghĩa là nó dramatic lắm, nó phũ phàng quá, vâng, yeah. Có những cái họp dựa trong Dinh Độc Lập đấy. Mà như anh nói thì cách đây mấy tháng chúng ta còn nghe cái chuyện mà cắt cổ cái tên Thiệu đi, cái tay Thiệu đi, yeah. Nếu cần thiết đấy, yeah. Vâng, thì có những cái mà sắp xếp nữa là kiểu như là thôi cho họ độ năm vài năm nữa là xong, thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở thành ra một cái bãi hoang vu đấy, backwater, và chẳng ai cần cái gì nữa. Mà tôi cũng phải mở ngoặc cần xin lỗi quý đồng hương là tôi cũng phải dùng cái chữ đấy, chẳng ai cần cái đấy gì nữa. Thì tôi bảo là tôi xin lỗi độc giả vì phải dịch như vậy, với lột được cái ý kiến của ông Kissinger nói với tổng cố chinh phục Tổng thống Nixon rằng làm sao sắp xếp cho mọi ế bà, tức là kiểu như để bố Thiệu khỏi ồn ào lên, rồi mọi chuyện nó êm đềm. Thì thưa Tổng thống, một năm cho đến hai năm nữa thì chẳng ai cần cái gì cả. Thì ông Tổng thống Nixon ông lại hỏi, nhưng mà rồi thì là người ta lại đặt vấn đề chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ không có credible, không có tin được nữa. Ông kia gì rồi, ông bảo không, không sao, nếu mà cái sự thất bại đó cứ đổ hết kia cho miền Nam. Nếu mà cái sự thất bại của Việt Nam được coi là cái impotency, incompetent, đây là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhân dân Việt Nam Cộng Hòa là incompetent, đó là cái không phải là chúng tôi bịa ra, từng chữ một là do Bạch Cung Hoài Hào mới giải mật cái chế độ năm tới một năm, mà cái minutes, tức là cái bản biên bản của cái cuộc họp giữa hai ông, thì thưa anh những cái đó thì nó rõ quá. Rồi thì lại có những cái cuộc họp khác bảo rằng nếu mà bây giờ chúng ta ký được cái hiệp định tháng 10 này, tháng 10 tức là tháng 10 72 đấy, yeah. Thì thưa Tổng thống, độ một năm rưỡi nữa, tức là tôi tính là tháng 1 74 thì là coi như xong rồi, tức là cho nó 5 năm rưỡi nữa, thì tức là ông đã tính ra cái khoảng đầu năm 74 là Việt Nam đã xong rồi. Thưa anh đấy, còn kéo dài được đến tháng 4 75 nữa. Thưa anh, vâng, thì những cái đó là tôi nghĩ rằng đồng hương nên để ý, những cái đó là lịch sử nên để ý, chứ còn những cái chuyện vớ vẩn bề ngoài thì tôi nghĩ rằng cái này mới là issue. Thưa anh, đồng minh có thực sự bỏ rơi mình không, và những cái lỗi của mình như thế nào? Tôi nghĩ rằng, tôi cũng nói hoài, chúng ta không thể nào mà đổ lỗi cho ai được hết anh ạ. Trước một cái sự thất bại là chúng ta phải vỗ ngực mà nói rằng bên công giáo chúng tôi nói là mea culpa, là lỗi tại tôi, bao giờ cũng tin trách kỷ hậu trách nhân, bao giờ cũng là lỗi của chúng ta trước. Thế nhưng mà cái cách đồng minh, gọi là đồng minh, nhưng mà thật là cái ông Kissinger với ông Nixon cư xử với miền Nam như vậy, và tính toán một đàng thì viết những cái thư quá là vững chãi, chúng tôi viết rất rõ ràng trong, chẳng hạn như là những cái cuộc họp vừa rồi như vậy, hay là cái tháng 8 72 là ngày mùng 3 tháng 8 72
thì là hai người bàn với nhau ở trong nhiều White House là về cái chuyện là không ai cần cái gì nữa đấy. Hoặc là nếu mà cái sự sụp đổ đó cứ coi như là được coi như là cái incompetence của cái sự bất lực của miền Nam thì chúng ta vẫn có một cái chính sách ngoại giao credible, tổng thống đừng ngại, cứ đổi nhất cho nó là xong thôi. Đấy anh ạ, những cái đau đớn như vậy là không phải là Mỹ, có thể là tôi quá Mỹ thành từ chứ. Nó thật, khi mà tôi đọc những cái như vậy thì tôi thấy cái ông này lạ lùng quá. Cái văn hóa Hoa Kỳ để chúng tôi đã thấm nhuần 53 năm thưa anh, không phải là cái văn hóa đó, mà sao nó có một cái lỗ hổng lạ lùng mà chúng tôi gọi là Kissingerian phenomenon, một cái hiện tượng Kissinger. Thì chúng tôi hãy truyền cái bó đuốc lại cho thế hệ của anh anh Dũng và của tất cả đấy, để nghiên cứu thêm đóng góp cho cảm ơn giáo sư. Thật sự thì rất là nhiều những người mà gọi là vòng trong đó, cũng đã nói về cái đức tính của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một người can trường và ông không có chịu phục vụ. Điều này là một cái điều mà chúng ta có thể chứng minh được là bởi vì qua nhiều cái cuộc họp. Nhưng mà có một điều là chúng ta lấy làm lạ là trong cái Hiệp định Paris năm 1973 khi ký đó, thì trước khi mà ký Hiệp định Paris như là giáo sư cũng đã viết trong cuốn sách đó, có nhiều cái điều khoản mà chắc chắn là cái điều khoản đó bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Ví dụ như là cái chuyện mà để quân của Bắc Việt ở tại miền Nam Việt Nam sau khi mà ngưng chiến vào khoảng nửa triệu chẳng hạn, mà cái sự kiện đó đã được nghĩa là bộ nghĩa là cố vấn cũng như là bàn qua rất là kỹ, nghĩa là cái điều này rất là nguy hại. Vậy mà chỉ có một cái lời nói của ông Kissinger cũng như là một bức thư của Tổng thống Nixon mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là chấp nhận để mà có thể ký kết cái Hiệp định Paris, dẫn đến ngày 27 tháng Giêng năm 1973 và sau đó thì nó có nhiều cái hệ lụy của miền Nam Việt Nam. Như vậy thì cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra là làm một cái người lãnh đạo là một cái vấn đề tiên liệu vấn đề chính trị, tiên liệu tất cả những sự kiện đó. Vậy thì trở lại với vấn đề Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có quá tin đồng minh hay là ông đã không có những cái đức tính mà chúng ta thấy rằng tin, nhưng mà chúng ta phải kiểm soát qua nhiều cái sự kiện để tạo cho cái miền Nam trở nên vững chắc hơn. Thưa giáo sư, với tư cách là một cái người mà gần bên và có những cái cuộc nói chuyện sau này, thì giáo sư nhận xét gì về vấn đề? Anh Dũng, anh vừa mới nói cái câu của Tổng thống Reagan đấy, trust but verify, yeah. Tin nhưng mà phải kiểm soát lại. Cái chuyện đó nó dài lắm thưa anh, về cái Hiệp định Paris và cái áp lực của Hoa Kỳ thì chúng tôi viết rất rõ ràng trong cái cuốn The Palestine và khi đồng minh tháo chạy đây cũng khá rõ ràng, cuốn này nói rõ ràng hơn đấy. Thì bây giờ nếu mà chúng tôi kể lại từ đầu thì nó quá lâu, tôi chỉ xin tóm mấy điểm này thôi và cũng hy vọng rằng đồng hương đọc cái cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu và đọc kỹ lại cái cuốn khi đồng minh tháo chạy, hai cuốn đó nó bổ túc cho nhau thì sẽ thấy rõ ràng mấy điểm sau. Thứ nhất là cái chính sách của Hoa Kỳ lúc bây giờ, đặc biệt là của ông Kissinger đó, là ông muốn xong xuôi rồi. Từ ông gọi là 1973 là The Year of Europe, từ 1973 là Hoa Kỳ quay sang bên Âu Châu chứ không phải là Á Đông nữa, đã bắt tay được với Trung Cộng rồi, Trung Quốc rồi thì là coi như xong rồi. Đấy, thì 1973 đó, trở đi là coi là The Year of Europe, năm của Âu Châu. Ông muốn dẹp xong hết mọi chuyện cho đến đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Nixon là từ ngày 20 tháng 1 1973 là Hoa Kỳ có thể focus về Âu Châu chứ quên thì Thái Bình Dương đi rồi. Đấy, thì ông phải làm mọi cách cho nó xong. Thì 4 năm mật đàm là hư vô, chúng tôi viết ở trong cuốn sách. Tức là điều đình 4 năm thì cuối cùng cũng y như cái trường hợp năm 69 thôi. Ông Kissinger đã chấp nhận tất cả những cái điều kiện của do mặt trận giải phóng mang ra, gói ghém hết trong cái Hiệp định Paris mà chúng tôi nghiên cứu cái đó rất nhiều công phu. Có 9 điểm bằng này, nhưng mà Hiệp định Paris nó dài lòng thòng 24 điểm, nhưng mà 9 cái điểm này thì gói hết ở trong này. Thì tôi thấy 4 năm mật đàm là hư vô là cái điều ông Tổng thống Thiệu ông ấy rất là đau đớn. Tức là ông ấy cưỡng lại ghê lắm, những cái thư gọi là viết hăm dọa. Đấy, hăm dọa rằng ông đừng có, ông Thiệu cứ cương quyết không chịu ký thì ông Nixon đã tháng 10 năm 72 còn viết cái thư là xin ông chớ để cho cái hoàn cảnh năm 63 nó tái diễn. Hăm dọa, vâng. Mà năm 63 là cái năm đảo chính Tổng thống Diệm, mà ông đại tá Thiệu lại là cái người involved vào cái vụ đó. Và ông Thiệu thì cũng vẫn nói với chúng tôi hoài cái hình ảnh xác chết của hai anh em Tổng thống Diệm và ông Ngô Đình Nhu ở Tổng tham mưu đã ám ảnh suốt đời ông như thế nào, chúng tôi cũng có biết lại. Thì như vậy là ông Thiệu phải co vòi rồi, nhưng mà ông cũng vẫn cương quyết, ông ấy chống lại. Cho đến khi mà áp lực không thể cưỡng được nữa,
thì ông mới biết rằng bây giờ chỉ cần có cái cách bám víu rồi. Không có tin, ông có tin đâu, nhưng mà ông bám víu vào có những cái cam kết đấy, mà Tổng thống Nixon là phải cam kết mật. Còn nếu mà biết thì báo chí làm tùm lum lên cái kiểu như vậy đấy. Nói với ông là ông phải giữ kín, vì cho đến khi mà ông có những cái cam kết rất là vững chãi, bao nhiêu bức thư nói rất rõ ràng chúng tôi sẽ tiếp tục viện trợ, chúng tôi sẽ bảo đảm hòa bình, thì ông ấy bám víu thưa anh. Ông ấy gọi là như tá Ngân nói là coi như là câu giờ đó. Chúng tôi cho là bám víu. Ông ấy biết rằng chống cũng không chống được nữa, tại vì sau cùng Tổng thống Nixon còn viết những cái thư mà đối với chúng tôi nó rất là brutal, nó rất là tàn nhẫn. Thế chẳng hạn như là ông mà không ký thì là ông cố tình cắt đứt những liên lạc giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Ông ký đó thì chúng tôi bảo đảm cho ông hòa bình và cho ông viện trợ tối đa. Ông không ký thì Quốc hội sẽ cắt hết viện trợ. Đấy. Và chúng tôi cũng đơn phương ký với Bắc Việt tới chứ chả cần ông nữa. Thế đấy thì thưa anh, như cái như vậy chúng tôi sẽ cương với, chúng tôi rút quân, ông muốn làm gì ông làm. Đấy thì nó khó là như vậy, là mình tùy thuộc như thế nào. Thì sau cùng ông ấy khó được cái cam kết đó và ông ấy bám víu. Rồi có những cái bức thư nói rằng đây là những cái gì tôi viết cho ông, cái thái độ của chúng tôi nó mới quan trọng. Còn những cái hiệp định, hiệp sức nó là tờ giấy thì nó chẳng quan trọng gì hết. Đấy, thì chúng tôi cũng viết ra, nhưng mà mới đây chúng tôi lại đọc được cái cuốn sách của tiến sĩ Nguyễn Phú Đức. À, vâng, là cố vấn là phụ tá về ngoại giao, là người trực tiếp tham gia vào cái hòa đàm Paris và đã đại diện Tổng thống Thiệu để sang Washington gặp Tổng thống Diệm, tức là Tổng thống Thiệu, mùa thu tức là khoảng tháng 11 năm 72, rất là muốn gặp Tổng thống Nixon, nhưng mà ông tìm cách nào cái kia, và thôi bây giờ đang phản chiến mà ông sang cái thế này thế kia thì thôi ông cứ mà đại diện sang tôi sẽ tiếp ông. Thì phụ tá Nguyễn Phú Đức cùng với đại sứ Trần Kim Phượng có đến White House gặp rất lâu, mà tiến sĩ Nguyễn Phú Đức đã viết lại rất rõ ràng về cái cuộc họp đó. Thì chính ông Nixon nói ồ cái này nó chỉ là cái mảnh giấy thì xé đi thôi. Cái mà chúng tôi hứa hẹn với các ông ấy, cái mà chúng tôi cương quyết, cái quyết tâm của chúng tôi mới là cái hiệp định thứ thật. Vì thế trong cái cuốn The Palace File chúng tôi đã viết The Real Agreement, cái hiệp định thật. Chứ hiệp định kia là hiệp định ảo, hiệp định giả. Hiệp định thật đây là giữa tôi với ông. Đấy, nó đau đớn cái như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao mà cái đó là bí mật thì lại là một cái chuyện khác. Mỹ thì nhất định là giữ bí mật, không cho ai biết cả. Chỉ có mình ông Kissinger với Tổng thống Nixon, với lại ông tướng Haig, với lại hai ba người ở trong ban tham mưu tối cao của ông Kissinger biết thôi. Bộ trưởng Ngoại giao cũng không biết. Bộ trưởng Quốc phòng cũng không biết. Quốc hội không biết. Thế như vậy nó mới là lạ lùng. Đấy, thì thực ra tôi nghĩ là cái mệnh nước nổi trôi thôi, chứ còn bây giờ mà ngồi mà nói ra thì không thể hiểu được thưa anh. Đấy, mà tôi có hỏi ở Tổng thống Thiệu tại sao ông giữ ký như vậy. Những cái bí mật ông bảo thì tối ngày họ cứ nói với tôi. Đấy là những cái tâm tư của ông ở bên lơi mà họ cứ nói với chúng tôi rằng. Tôi rằng thì là ông chớ có lích ra, ông chớ có tiết lộ. Ông mà tiết lộ đó thì báo chí Mỹ nó làm rùm beng lên. Ê, thì nó lại bảo cái này là trái phép các thứ rồi thì là Quốc hội phản ứng. Thì đến thì chúng tôi phải phủi tay thôi, chúng tôi không làm được cái gì. Thì cũng đe loi ông Thiệu như vậy. Nhưng mà cái đó là cái lời ông Thiệu ông cắt nghĩa với chúng tôi, thì tôi ghi lại. Nhưng mà trong sách tôi cũng có ghi lại là đối với tôi đó cũng vẫn là cái sự lầm lẫn, lầm lỗi của Tổng thống Thiệu. Tại vì tôi mà ngồi ở chỗ Tổng thống Thiệu tôi cũng tìm cái này cái khác. Rồi thì cũng liều chết chỉ là cũng yeah. Tung ra thôi thưa anh, nhất là những cái lúc mình bí quá. Vâng. Có một cái điều là thưa với giáo sư như thế này. Chúng ta thấy năm 1975 là cái hệ quả mà chúng ta thấy rõ nhất là Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa có bốn phía. Thì Mặt trận Giải phóng thì chúng ta biết rồi, chỉ là một cái con cờ của Hà Nội dựng lên. Nhưng mà cái thực thể là Việt Nam Cộng Hòa. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái phía mạnh là Hoa Kỳ đã có đủ những cái bằng chứng cũng như là họ đủ cái cách để mà họ viết về cái chiến thắng cũng như là cái lịch sử của trước năm 1975 mà khi họ tham dự. Rồi Cộng sản nhân cái sự chiến thắng của họ, họ có thể là viết sửa tất cả những lịch sử, thì cái chuyện đó chúng ta cũng không thấy. Nhưng mà đối với cái phía Việt Nam Cộng Hòa, đến ngày hôm nay, thật sự mà nói chúng ta chưa có một cái nào gọi là cụ thể nhất để nói lên cái tiếng nói thật sự của Việt Nam Cộng Hòa. Là bởi vì Việt Nam Cộng Hòa ở trong một cái thế bị mất năm 1975. Nhưng chúng tôi đã thấy rằng một số những cái sách báo mà Hoa Kỳ viết, dĩ nhiên là họ viết về cái phía
của họ, với cái suy tư, với cái nhìn của người Mỹ. Còn đối với Cộng sản thì chúng ta khỏi cần phải bàn. Nhưng mà đối với Việt Nam Cộng Hòa thì là cái người mà trong cuộc, chúng ta gọi là ở trong cái nội bộ chúng ta mới biết. Thì trong cái cuốn sách Tâm tư Tổng thống Thiều, chúng tôi có nhìn thấy một số những cái dẫn chứng, cũng như là cái sự lưu khảo, cũng như là cái sự tham khảo của giáo sư. Giáo sư cũng đã đọc rất là nhiều tài liệu của Mỹ. Như vậy, cái tài liệu của Mỹ mà mình đã biết, nó có chính xác được bao nhiêu phần trăm để chúng ta có thể đưa vào cuốn sách, nó có thể giá trị như là một cái nhân chứng của lịch sử, thưa giáo sư. Dạ, thưa anh, thì anh nói cũng, tôi cũng rất là trân trọng cái điểm anh vừa mới mang ra. Tôi cũng rất là lạ, tại vì chưa thấy ai viết về Việt Nam Cộng Hòa cho nó rõ ràng, thưa anh. Cũng có thể là tại vì ông Tổng thống Thiệu, ông ấy bí mật quá mà mọi chuyện tập trung vào trong Dinh Độc Lập, cũng như bên phía Nixon tập trung vào. Thì trong cái cuốn The Palace Files, chúng tôi cũng nói rất nhiều tác giả Mỹ, kể cả tác giả Mỹ cũng phàn nàn rằng thời Tổng thống Johnson thì mọi chuyện nó rõ ràng. Thành thì có rất nhiều sách viết về chiến tranh Việt Nam, nó rõ ràng lắm. Nhưng mà Nixon, thời Nixon thì ông Kissinger, ông khôn quá, ông tập trung hết quyền hành, ông ấy làm cái bộ nó gọi là National Security Council, một cái cơ quan an ninh quốc gia. Ngày xưa cái đó là Tổng thống Truman hay là Tổng thống gì đấy, Tổng thống Truman hay là sau là Tổng thống Roosevelt hay là vâng Eisenhower lập ra, chỉ là một cái cơ quan bình thường thôi. Nhưng mà dưới thời Kissinger thì nó có rất mạnh, quyền mạnh, tại vì ông đã sắp xếp với Tổng thống Nixon, ông chinh phục Tổng thống Nixon rằng thôi đừng có mất thì giờ bàn, bây giờ tất cả mọi cái báo cáo là phải filter, phải đi qua cái lưới của cái National Security Council đã. Thành thử ra CIA rồi UR, rồi Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao báo cáo lên các cái thì phải đi qua cái lưới ông hết. Thì cái gì mà ông đi qua ông thì Nixon mới được đọc. Thì thưa anh, ông ấy bí mật quá đi. Đấy thì thành thử ra cái chuyện nó bây giờ mình nói thì nó quá dài. Nhưng mà tôi nghĩ rằng kể cả tác giả Mỹ cũng trăn trở về cái chuyện bí mật đó cho đến mới ra cách đầy độ 10-15 năm thưa anh. Và đặc biệt từ cái ngày chúng tôi publish cái cuốn Palace Files có những cái thư mật thì các tác giả Mỹ rất lấy làm lạ. Đấy, và chính báo New York Times đã chọn cái cuốn sách này cho các ứng cử viên tổng thống phải đọc trong một cái bài gọi là Read and Run, a cram course for the presidency, là một cái lớp cấp tốc cho các ứng cử viên tổng thống phải đọc. Thì có sách của chúng tôi trong cái list 10 cuốn đó. Thì thưa anh, vâng, thì thưa anh, thì cũng là những cái còn cái phía Việt Nam cũng vậy, sự thật cũng không có nhiều cái dữ kiện thưa anh. Thì vì chúng tôi cũng có một cái tình cờ, một cái may mắn được gần Tổng thống Thiệu thì ông mới kể lại, chứ ông kín lắm, ông khép kín, ông không có nói năng gì hết đấy. Và sau cùng ông mới trao cái hồ sơ mật cho chúng tôi là ngày 23, tối ngày 23 tháng 3 1973 đó, thì ông mới đưa. Thì lúc bây giờ mất quá rồi, tôi hỏi ra Tổng thống chờ mãi đến bây giờ như thế này. Đấy, thì tôi cũng đã cố vấn ông ấy phải la lối lên. Thì thưa anh, ở trong đó thì tôi đã kể lại cái ngày sáng ngày 20 tháng 3 đó, sau khi mà rút Pleiku nó thê thảm đó, thì ông điện cho chúng tôi, telephone cho chúng tôi sớm lắm, 7 giờ sáng đã có cái phone gọi bảo là vào ăn sáng. Thì chúng tôi vào thì thấy ông ấy, thì ông ấy ăn, thì ông để một cái bàn ở cái chỗ hành lang Dinh Độc Lập ấy, ở tầng thứ 3 gần cửa sổ, để làm gì, để cho tiếng xe cộ ồn ào ngoài vào này. Nếu có CIA nghe lén thì cũng, tôi nghĩ được như vậy, cũng không nói ra, nhưng mà vì cái tiếng ồn ào đó thì cũng khó mà nghe được, mà thu được những cái câu chuyện nói. Thì chúng tôi đến thì ông ấy, tôi còn nhớ có một bác sĩ đang là tiêm thuốc cho ông ấy. Thì tôi hỏi, ủa Tổng thống đau hay sao? Ông bảo không, tôi cần thêm vitamin. Thế thì lúc tôi ở Houston vừa rồi gặp ngay cái bác sĩ Minh, là bác sĩ của ông ấy, lại còn kể lại cái chuyện, bảo ồ trong cái ông này tôi nhớ cái mặt quá, ông là cái ngày mà sáng ngày 20 đến, tôi đến rồi gặp Tổng thống Thiệu là ông đang tiêm vitamin cho ông trân trọng lắm. Thì cái ngày sáng hôm đó ông cho tôi xem hai cái thư, thì tôi cũng giật mình. Thì tôi hỏi, ông hỏi là bây giờ đến lúc la lối lên chưa, đã đến lúc mà. Thì tôi bảo bây giờ cái này là quá lạ đối với chúng tôi, thì bây giờ Tổng thống phải đi mà nói ra chứ, bây giờ còn cái ông hỏi là đã đến lúc la lối om sòm lên chưa, đã đến lúc cạn tàu giáo mắng chưa, ông hỏi câu đó. Thì tôi bảo giờ Tổng thống bây giờ còn cái phao nào nữa đâu, bây giờ thì có cái gì thì một là Tổng thống phải tiết lộ ra, hai là cho Quốc hội tiết lộ ra, ba là chính chúng tôi tiết lộ, bốn là một cách nào đó mình chỉ để cho báo chí chứ bây giờ còn. Thì buổi chiều hôm đó, hai hôm sau cho họp, đấy, họp quý vị lại để hỏi cái ý kiến đó, thì mọi người đều nói là chưa đến lúc phải la lối.
thì tôi cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Và là nếu mà bây giờ mình la lối om sòm lên thì sẽ bị kết tội là lộ bí mật quốc gia, không lộ bí mật quốc gia và interfere vào cái internal affairs, và nghĩa là cái gì đó và can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ. Thì thưa anh, thì lúc bây giờ ông nghe phần đông như vậy thì ông ấy kho vòi lại, chúng tôi chỉ là tiếng nói nhỏ bé mà mình ở Mỹ về đó, ông cho là có thể là mình ngây thơ, mình không biết được cái chính trị nhiều. Thì thưa anh, thì ông ấy kín đáo quá, thì thử ra sự thật cũng trở lại câu hỏi mà ít người biết được những cái dữ kiện, thì chúng tôi cố gắng đóng góp một phần nào. Đấy, thì chúng tôi nghĩ rằng nó mở ra cái con đường, có những cái tài liệu đây, tài liệu thật đây, tài liệu sống đây, có những cái mới giải mật đây, thì những thế hệ khác và những quý vị khác, những người cố vấn khác chung quanh Tổng thống Thiệu, đấy, hay là những cái người mà học giả khác sẽ đi thêm những bước nữa thôi, đấy, để mà biết rõ ràng về cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng, thưa giáo sư, thì từ khi mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đề nghị Cộng Hòa bật đèn xanh cho cái sự rút quân của Ban Mê Thuộc, thì cái tình trạng nó bắt đầu nó xấu đi bởi vì cái sự hoang mang của nhân dân cũng như là cái tinh thần của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và có điều là gần đến cái ngày cuối cùng mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn đòi Hoa Kỳ cung cấp vào khoảng 300 triệu đô la để ông ta có thể là tăng quân cũng như là chúng ta có một số những trang bị. Liệu mà ví dụ như trong cái giai đoạn đó mà ông Tổng thống mà ông cung cấp cho một cái số tiền 300 triệu thì chúng ta có thể cứu vãn được cái tình hình miền Nam Việt Nam trong cái giai đoạn đó? Không, thưa anh, cái câu hỏi đó là câu hỏi lớn lắm. Đấy, anh thử ra. Nhưng tôi cũng nói hoài là chúng ta, nếu mà tiếng Pháp nó có với câu là Avec des si au permet que Paris dans une bouteille, với nhiều cái nếu thì ta có thể bỏ cả cái thành phố Paris vào trong một cái chai. Thế anh, bây giờ khó mà viết lại lịch sử lắm. Đấy, cái chuyện mà tôi cũng có nói đấy, tôi bảo là cái chuyện 300 triệu là chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, tại vì có một cuối cùng họ hứa 2-3 tỷ, rồi cuối cùng cắt xuống 1 tỷ, rồi cuối cùng cắt xuống có 700 thôi. Thì từ cái 300 triệu đó thật ra là chỉ để mua những Band-Aid, mua xăng nhớt chứ cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng mà cái thái độ là cắt như vậy, tức là coi như là họ phủi tay rồi, là nó symbolic nhiều hơn. Đấy, thành thử ra bây giờ anh hỏi rằng nếu mà thí dụ Quốc hội Mỹ không cắt viện trợ thì như thế nào, thì thưa anh, cái câu hỏi đó rất là khó trả lời. Vâng, rất là khó trả lời. Nhưng mà chỉ có một cái mà chúng ta minh chứng được là miền Nam đã sụp đổ rất nhanh và rất đau đớn sau khi Quốc hội cắt hết viện trợ. Có thế thôi. Đó là cái chuyện nói chúng ta chắc. Còn nếu mà Quốc hội không cắt viện trợ thì nó xảy ra chúng ta không thể đoán được. Đấy. Yeah. Nó có nhiều yếu tố khác nữa. Yeah. Chúng tôi cũng đã đọc một số những sách của tiến sĩ Henry Kissinger, cũng đã nói, và thật sự thì đến ngày hôm nay chính ông cũng đã có những cái lời biện giải cho cái tình trạng mất miền Nam Việt Nam. Nhưng mà đối với Tổng thống Nixon, chúng ta thấy rằng cái vụ Watergate năm 1972 đã làm cho ông phải từ chức năm 1974. Và chính vì cái điều đó đã không có đáp ứng được những cái nguyện vọng cũng như cái tình trạng bảo vệ miền Nam Việt Nam. Như vậy thì có phải rằng cái sự xui xẻo, chứ còn nếu mà ông Tổng thống Richard Nixon vẫn còn tại vị thì chắc chắn rằng cái tình trạng đó nó khác không? Dạ, thưa anh Dũng và thưa quý vị khán thính giả, tôi lại trở lại cái vấn đề nếu. Chúng ta biết lịch sử và Monday quarterback mà chúng ta ngồi lại chúng ta nói nó khó lắm, nhưng mà theo cái sự suy nghĩ thô thiển của chúng tôi, là cái sự mình suy nghĩ ra thôi và dựa theo những cái sự nghiên cứu, thì chúng tôi nghĩ như thế này, mà chúng tôi có thể đúng có thể sai. Thế là chúng tôi nghĩ rằng theo những cái sự nghiên cứu mới nhất của chúng tôi là thì vào ngày, hình như ngày 19 gì đó, tháng 10, 72, đó, là theo một tác giả mà nghiên cứu rất nhiều về hồ sơ mật của Nixon từ khi mà cái cuốn Palisade ra đời. Thì ông ấy nói rằng cái ngày hôm đó là cái ngày mà ông Nixon đã chinh phục được Tổng thống Nixon. Đấy là hoàn toàn theo, chứ còn lúc trước thì hai người có cái sự khác biệt rất nhiều. Đấy, một người là Tổng thống Nixon thì để ý về cái chuyện Việt Nam hóa, cũng như là ông Obama bây giờ là Afghanistan hóa để mà tự lực cánh sinh. Còn ông Kissinger thì ông lại đặt mạnh về cái vấn đề đàm phán bí mật, dùng cái Việt Nam hóa này làm cái leverage để mà điều đình. Đấy, điều đình. Đấy, tại vì các ông không điều đình với tôi lẹ lẹ thì cái bọn miền Nam này họ mạnh lên thì lại khó điều đình đấy. Đấy, kiểu như vậy đấy thưa anh. Thì tôi nghĩ rằng có cái sự khác biệt từ đầu, nhưng mà đến tháng 10, 7,
12, theo như cái tác giả Kim Bôn đó. Và tôi có ghi chú ở trong cuốn sách Tâm tư Tổng thống Thiệu đó. Thì ông Nixon được chinh phục hoàn toàn, rằng ông cho rằng ô cũng chẳng sao, quân đội Bắc Việt ở lại thì dần dần họ nhớ nhà rồi cũng wither away, cũng tan biến đi, nói những cái vớ vẩn như vậy, rồi nhiều cái khác. Thì tôi nghĩ rằng nếu theo cái sự suy đoán của tôi thôi, là nếu mà Tổng thống Nixon không bị vụ Watergate thì có lẽ miền Nam chưa mất nhanh như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ cái con đường họ đã đi rồi. Đấy, tức là rất khoát là bắt tay được với Trung Quốc. Tại vì chính Tổng thống Nixon nói rằng, đấy tôi lại ghi lại, trước khi làm Tổng thống Nixon đã phát biểu rằng cái cuộc chiến ở miền Nam, Việt Nam, không phải là giữa miền Nam và miền Bắc, không phải là giữa Hoa Kỳ và Cộng sản, mà là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Đánh nhau ở trên đất mình mà đây bảo là đấy, Mỹ đánh nhau với Trung Cộng ở đó. Thì đến lúc mà ông bắt tay được, tức là cái thuyết domino phải chặn cái ông Bắc Kinh, ông ấy tràn xuống. Đấy, thì đến khi bắt tay được thì cái chuyện miền Nam, thì tôi nói với Tổng thống Thiệu, tôi bảo Tổng thống có cái ba lâm xít thế này, bên tay trái của cái ba lâm xít của cái bảng để đối chiếu tài sản đó, bên trái là tài sản có, bên này là tài sản nợ, asset liability, thì mình đang ở asset bây giờ sang bên liability rồi, thì bây giờ mình là gánh nặng cho đồng minh. Đấy, thì tôi nghĩ rằng họ đã tính toán như vậy, thì trước sau tôi nghĩ rồi cũng bỏ thôi. Đấy, thưa anh, thì tôi nghĩ rằng nhưng mà nó không có nhanh và nó cũng không có thê thảm như vậy. Đó là cái sự suy nghĩ riêng của chúng tôi. Dạ, vâng, cảm ơn giáo sư. Kính thưa quý thính giả của Đài Việt Nam TV, quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng, nguyên là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa. Và tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng cũng là tác giả của ba cuốn sách đang nổi tiếng, đó là cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, Hồ Sơ Dinh Độc Lập và Tâm Tư Tổng thống Thiệu. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói chuyện về một cái đề tài rất là lý thú liên quan đến cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. Thưa quý giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói rằng những cái chuyện đó thì để lại cho thế hệ trẻ như chúng tôi. Rất là cảm ơn giáo sư. Nhưng mà để cái gì thì cái điều đó chúng tôi cũng thật là hoang mang. Thưa quý giáo sư, là bởi vì chúng tôi muốn biết như thế này. Cái Hiệp định Paris năm 1973 nó rất là giá trị ở cái chỗ là theo như chỗ chúng tôi biết là nó được đặt bút xuống ký giữa những người mà đã có những cái sự liên quan trực tiếp đối với các nước và đồng thời cũng đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc. Mà theo như bản công bố của Liên Hiệp Quốc thì tất cả những cái điều gì mà đệ trình lên Liên Hiệp Quốc nó vẫn có cái tính cách giá trị pháp lý. Và thưa với giáo sư, thì cái việc mà miền Nam và miền Bắc Việt Nam trong cái giai đoạn vừa rồi đó, thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái điều mà chúng ta cần phải khơi lại. Và như vậy, xin hỏi với giáo sư, với tư cách là một cái người mà đã trở thành một cái nhân chứng thật sự trong những cái giai đoạn đó, thì cái bản Hiệp định Paris đối với chúng tôi sau này, nếu mà có một cái điều kiện nào đó dỡ ra và làm lại, nó có giá trị pháp lý không, thưa giáo sư? Dạ, thưa anh, đứng về phương diện pháp lý thì tôi lại không phải là một political scientist. Nhưng mà tôi chỉ nói thế này thôi. Thế như hôm nãy đã phát biểu với anh Dũng và quý khán giả, là Tổng thống Nixon nói rằng the real agreement, cái hiệp định thật sự đó là hiệp định giữa tôi với ông, tức là giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, là cái hiệp định bí mật giữa ông Thiệu và Nixon. Đó là cái hiệp định. Còn cái hiệp định Paris thì kiểu như bề ngoài cho nó xong đi. Đấy. Thì theo tôi đó, thì đối cái hiệp định nào mà ký vào là với cái contract giữa những cái người ký vào với nhau, thì có một cái điều lạ, anh Dũng vừa mới nói rằng đem lên Liên Hợp Quốc, thì sự thật tôi cũng phải nói như thế này, cái hiệp định đó đấy đáng nghĩa phải mang ra Quốc hội Hoa Kỳ để mà chuẩn gọi là approve đó, hay là thông qua Quốc hội, thì cái ông Kissinger ông ấy lại khôn ngoan, ông lại không đưa lên Quốc hội Hoa Kỳ mà không đưa lên Hiệp Quốc, thưa anh, chỉ tổ chức một cái cuộc họp 15 nước ở Paris để mà chứng minh, chứng nhận cái hiệp định này. Thế thôi, chứng để mấy ông bộ trưởng đến ký vậy xong để đi về, vậy là xong. Rồi chẳng ai nói đến nữa. Đấy. Thì thưa anh, cái đó là một những cái trò chơi, nghĩa là nó không có fair, nó không có đàng hoàng của một cái tư cách của một đại cường quốc, thưa anh. Đối với chúng tôi là cái ông Kissinger này là quá quá. Ông ấy làm những cái chuyện lạ lùng quá thì không phải là Mỹ.
có thể là tôi thấm nhuần cái tinh thần Mỹ nó quá sâu đậm. 53 năm nay, thì từ tôi mỗi lần tôi nghĩ là ông tôi lấy làm lạ lắm. Và thứ hai tôi cũng phải tiết lộ một cái chuyện tôi cũng đã nói đến rồi. Là cái ngày 16 tháng 4 vừa rồi, chúng tôi được nhà xuất bản gửi cho xem cái cuốn in về tâm tư tổng thống đầu tiên. Thì chúng tôi đã đọc cả ngày, đọc lại mà đọc xong chính mình viết mà thấy emotional. Khi mà nói đến cái chuyện Kissinger như vậy kia, vẫn còn emotional thì anh vẫn là gọi là xúc động đấy. Thì đến sáng ngày 17 tháng 4, chúng tôi mở internet ra đọc tin tức thế giới với các thứ. Thì thấy dường như cái cuốn phim về miền Nam đang quay lại Afghanistan. Và chúng tôi thấy rằng chính phủ Hoa Kỳ thực sự chưa học được những cái bài học, hay là họ học rồi họ cố quên đi. Mà đối với chúng tôi là rất quan trọng của lịch sử. Vì thế, chúng tôi đã quyết định viết một cái thư. Đáng nhẽ hôm nay tôi mang đến để cho anh xem, để viết thư cho tiến sĩ Kissinger. Và chúng tôi renew cái proposal, tức là tái xác định lại cái lời đề nghị của chúng tôi với ông ấy năm 1986. Là tôi nói rằng thì là thưa tiến sĩ, tôi ngồi bên ông thế này, tôi bảo là cái chuyện đang nói về cái chuyện hồ sơ mật, ông bảo ô cái này chỉ là moral commitment, cái chuyện này tôi bảo không, cái chuyện này nó lạ lắm đối với chúng tôi. Đấy, thì người ngoại quốc người ta chỉ nhìn vào tổng thống Hoa Kỳ thôi, tổng thống lead, tổng thống điều khiển nhân dân, và người ngoại tất cả đồng minh chỉ nhìn vào tổng thống để mà nhìn thấy cái sự quyết tâm của Hoa Kỳ hay không thôi, chứ còn ít khi mà ngoại quốc mà nhìn đến quốc hội này kia. Cũng như tổng thống Karzai bây giờ thì ông cứ tổng thống Obama với bà ngoại trưởng Hillary Clinton thôi. Thì tôi nghe những cái câu mà Hillary Clinton nói với tổng thống Karzai, tôi bảo ồ cái này là Kissinger đang nói với Nguyễn Văn Thiệu đây. Thì tôi đã viết cái thư yêu cầu ông ấy, tôi không dám nói rằng chữ để vết, không phải là tôi với ông mà cãi lộn nhau và tranh luận, nhưng mà tôi nói là exchange our views. Chúng ta tôi đã đề nghị với ông năm 86 là chúng ta nên trao đổi ở một cái forum nào public, chứ không có viết báo với ông. Tôi phải lên TV, hoặc là lên một đại học, cái forum của đại học để mà trao đổi với nhau về những cái khía cạnh mà đối với chúng tôi còn trăn trở. Và chúng tôi nghĩ rằng lịch sử phải set the record straight cho lịch sử của nước Mỹ nữa, chứ cũng không phải là của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi thì mất rồi, nhưng mà cái bài học nào phải rút ra cho nước Mỹ bây giờ nên đã đánh nhau khắp Afghanistan này, thưa anh. Thì tôi đã viết cái thư cho ông ấy, và ông đã nhận được lúc 11 giờ sáng ngày 20 tháng 4 vừa qua. Nhưng mà cho đến ngày hôm qua tôi gọi về đại học thì chưa thấy có hồi âm gì cả. Thì tôi nghĩ rằng không biết là ông ấy thì có trả lời không, hay là ông thấy ông hố quá rồi. Thì tại vì tất cả những cái giải mật mới đây thì chúng tôi sẵn sàng để mà lên TV mà trao đổi với ông, thưa anh. Thì đấy là cái chuyện mà chúng tôi cũng là cái tâm tình riêng của mình. À, thưa quý giáo sư, tôi nghĩ rằng cái mặc cảm tội lỗi của một người mà đóng một cái vai trò rất là lớn để có thể làm cho một số người khác đau khổ, thì chắc chắn rằng với lương tâm và với cái tâm trạng của một người đó như là ông tiến sĩ Henry Kissinger, chắc chắn phải có chứ không phải là không. Ông không phải là một người gỗ đá. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nào trách cứ 100% đối với một người ngoại quốc, hay nói đúng hơn là một người ngoại bang. Đối với chúng ta thì lịch sử Việt Nam chúng ta nó rất là rõ ràng là từ trước đến nay, cái vấn đề độc lập thật sự của một dân tộc, cái vấn đề chủ quyền thật sự của một dân tộc và cái quyền tự quyết của người dân là một cái vấn đề chính yếu. Không biết như thế nào và vì lẽ gì mà Việt Nam của chúng ta là vin vào trong những cái chuyện đó để mình cho rằng cái sự kiện mà mất miền Nam Việt Nam là một cái lỗi lớn mà do từ cái phía ngoài. Thì xin giáo sư có thể giải thích chỗ này một chút xíu cho hậu thế có thể biết được. Không, dạ thưa anh, tôi cũng đã nói cái chuyện mất miền Nam là một câu hỏi lớn đó. Có rất nhiều yếu tố đối nội, yếu tố đối ngoại, yếu tố quân sự, yếu tố chính trị, nhiều yếu tố khác, mà có thể cả yếu tố phong thủy nữa. Thưa anh, có rất nhiều yếu tố chúng ta không thể quy trách tất cả vào tiến sĩ Kissinger, nhưng mà chúng tôi quy trách tiến sĩ Kissinger là đã ăn giảm nói dối, đã không có thẳng thắn với đồng minh, đã đối xử với đồng minh một cách rất là tàn tệ, và như vậy là ông đã làm hại cho uy tín của nước Mỹ. Thưa anh, tôi có thể nói rõ ràng before and after. Chúng tôi ở đây từ năm 1958, tất cả thế giới kính trọng nước Hoa Kỳ, mà chúng tôi ra phi trường mà đi đâu mà xách cái cặp mà lên đi máy bay Mỹ đi các nơi là yên tâm lắm rồi. Cả cái thế giới này phục chỉ có một nước là có thể challenge Mỹ là Liên Xô.
chứ Trung Quốc, Trung Cộng là cũng chẳng ăn thua gì. Mà sau cái chiến tranh Việt Nam, sau cái ngày 30 tháng 4 thì tôi thấy chả ai coi bây giờ cái gì. Ngay ông Kissinger cũng phải phản nàn rằng chỉ đến mùa thu năm 79 là Iran là một cái nước không có mạnh mẽ gì trong cái lúc đó đã bắt chọn vào đại sứ Mỹ làm con tin. 59 người mà giam cho đến khi Tổng thống Reagan lên cái ngày ông Tổng thống nhận chức ấy, họ mới thả ra. Thế rồi sau đó rồi ông Adam Hussein bắn cái súng bòng bòng nó bỏ là 1/2 triệu quân ở bên Việt Nam đã làm được cái gì. Phương chi là những cái perception thay là ngoại quốc họ bảo là cái con cọp giấy. Rồi Venezuela, Tổng thống Chavez cũng đứng lên mà chửi Mỹ. Và bây giờ cả Taliban là cái quân phiến loạn cũng đánh đập vào tới New York và đánh vào Pentagon. Thì thưa anh, tôi thấy bây giờ mình không thể quy tụ tất cả mọi cái vào cái ngày 30 tháng 4, nhưng mình cho nói là before and after. Thế thì chúng tôi nói là trước Việt Nam thì chúng tôi thấy nước Mỹ nó khác, mà sau Việt Nam nó khác. Thì tôi thấy rằng cái chính sách của ông Kissinger đấy, ông có thể giải kết cho miền Nam, nghĩa là trước sau thì cũng phải đến hòa bình thôi, thưa anh, cũng không có nước nào mà tiếp tục mà chiến tranh mãi. Nhưng mà tôi nghĩ nó còn nhiều cái cách khác mà nó bớt đau thương hơn, hay là nó phe hơn, nó có những cái giải pháp hòa bình tương đối nó công bằng hơn, thưa anh, chứ không phải là như là chúng ta đã kết thúc đây. Dạ vâng. Có lẽ trước khi mà kết thúc, thưa giáo sư, chắc chắn là giáo sư là bộ trưởng bộ kế hoạch thì phải biết được những cái kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cá nhân chúng tôi cũng rất là thích về cái chương trình luật người cài có ruộng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì đây là một cái chương trình mà nếu chúng ta nghiên cứu thì nó không phải đơn giản là một cái chuyện bình thường là người cài có ruộng, mà nó còn có nhiều cái điểm khác biệt và nó đưa đến một cái sự phú cường cho dân tộc Việt Nam trong những cái thời gian mà nếu không có những cái sự chiến tranh tàn khốc. Thì giáo sư có thể nói sơ sơ một chút xíu về vấn đề. Dạ, thưa anh, cái câu hỏi đó là rất là thích thú đối với chúng tôi. Tại vì chúng tôi thấy rằng trong những cái năm lưu vong ở hải ngoại đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay nghĩ đến cái chuyện thành công ở cái luật người cày có ruộng, thì chúng tôi cũng nghiên cứu khá sâu đậm về cái này, mà chúng tôi đã viết cả một chương về cái vấn đề này. Nó có nhiều hình thức lắm, tức là cái vấn đề chính ấy là cái người nông dân Việt Nam mình ấy, tức là bao nhiêu thế kỷ nay chỉ làm tá điền, đi cày thuê quốc mướn lại, vâng, đi nghĩa là làm thuê làm mướn cho chủ nhân ông thôi. Và đặc biệt ở trong miền Nam đó thì cái đất đai nó tập trung vào khoảng trên dưới 1.000 người địa chủ lớn đó. Tức là thẳng cánh cò bay, chứ còn như ông cụ tôi ngoài Bắc gọi là chủ điền thì dám 70 xào ruộng như thế đã lớn lắm rồi, đây năm mấy vài chục mẫu ruộng thì cho nó ghê. Còn ở miền Nam những người chủ có cả ngàn mẫu ruộng thôi nhỉ, thì nó thẳng cánh cò bay luôn. Mà bây giờ làm sao mà chia được, từ thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cố gắng hết sức nhưng mà cũng rất khó khăn, từ vì bây giờ lấy đất của ông A mà đưa cho ông B thì thật là vô cùng khó khăn. Thành thử ra mà ông Thiệu thì ông cũng để ý cái chuyện đó rất nhiều, và với cái sự yểm trợ tối đa của Hoa Kỳ lúc bây giờ là đại sứ Bunker đấy, và kỹ thuật nữa, rồi ông đem có cái mô hình là bán công khố phiếu, lấy tiền mua lại của địa chủ đưa lại cho nhân dân. Nhưng mà cái vấn đề làm sao mà thuyết phục được địa chủ bán đất cho chính phủ để chính phủ bán rẻ lại, bán như là bán, nhưng mà vâng, không cũng bán đấy, nhưng mà biết rằng nhưng nông dân còn lâu mới giả được, nhưng mà thôi cứ gọi là bán đi cho nó thẳng thẳng, cho thì là không được rồi. Cái gì mà cho thì họ quay thường lắm. Thế thì ông ấy đã làm thành công cái chuyện đó và nó ảnh hưởng rất sâu xa. Luật người cày có ruộng mà tôi có chụp những cái hình người nông dân, nghĩa là ông ấy đi đến tặng ông những cái bó lúa rồi những cái hình rất là cảm động. Thế anh, tức là lần đầu tiên trong bao nhiêu thế kỷ mà người nông dân thoát ra được cái cảnh tá điền, bây giờ thành sở hữu chủ. Đấy. Dĩ nhiên là sở hữu chủ thì lại có cái giá của sở hữu chủ. Cứ chủ thôi anh. Dạ, vâng. Thì thực ra thì là đối với ông ấy thì là một cái chương trình mà ông ấy cảm động lắm, và nó tác động rất sâu là nó tăng cái sản xuất lên. Thế thôi, tức là người dân có cái incentive, bây giờ là mình làm cho mình, làm cho mình đây, thành thử ra mình phải làm. Vì thấy có cái bài thơ mà tôi cứ dạy các con tôi, người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mới yên tấm lòng.
tức là người ta đi cấy thì người ta lấy công thì dĩ nhiên người ta khổ, nhưng mà người ta yên tâm đó, tôi không biết tôi làm tá điền, nhưng mà bây giờ là chủ nhân ông rồi thì còn trông nhiều về trông trời trông đất trông quay thôi. Dạ vâng, thì đó là một cái điểm son của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Thưa quý giáo sư, thì thật sự thì đối với cái nền văn học cũng như là cái vấn đề văn hóa tại hải ngoại này, cũng rất nhiều tác giả đã viết rất là nhiều cái trường hợp và nói đến cái sự kiện của năm 1975, thì rất là nhiều các vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là một số quý vị tù nhân sau khi ra khỏi cái trại tù thì cũng đã viết nhiều hồi ký. Nhưng mà tác phẩm Tâm Tư Tổng thống Thiệu khi mà đưa lên trong tuần lễ vừa qua cho đến ngày hôm nay thì thật sự chúng tôi đã đọc rất là nhiều cái bài phê bình, cái vấn đề mà khen cũng có và chê cũng có, và rất là nhiều những cái lời nói mà chúng tôi nghĩ rằng nó cần phải có cái sự xác đáng giữa giáo sư cũng như người đó thì mai ra họ mới giải tỏa được. Còn nếu mà nói khơi khơi cũng như là không có một cái buổi nói chuyện một cách cụ thể thì rất là khó, ví dụ như là những cái chuyện mà không biết ổng là ai mà có thể là biết được cái tâm tư của ông Thiệu, hoặc là cái chuyện này có phải rằng giáo sư đã nhận một số tài chánh nào đó để có thể viết ra để làm cho cái sự sụp đổ miền Nam Việt Nam nó nhẹ gánh đối với Tổng thống Thiệu hay không. Thì nhân cái dịp này, giáo sư có thể tâm tình cùng tất cả quý độc giả và đặc biệt là những người mà thường lên mạng có thể biết được những cái bài viết của các vị độc giả khác. Không, thưa anh, thì chúng tôi cũng không có đọc nhiều, nhưng mà chúng tôi biết là cái đầu đề đó cũng rất là controversial. Yeah. Vâng, nhiều người nghe trái tai lắm. Tôi biết là có trái tai, nhưng mà tôi bảo thôi thì mình nghĩ như vậy, mình tin, mình cứ viết ra, tại vì mình biết khía cạnh nào tâm tư của cái ông tên là Nguyễn Văn Thiệu đây, mà ông ấy làm lãnh đạo của miền Nam 10 năm rồi, tức là cả một cái đời sống của đệ nhị Cộng Hòa, thì ông cũng có những cái sự tâm tư mà mình may mắn biết được và tìm hiểu được, thưa anh, và nhất là những cái tài liệu mà chúng tôi sưu tầm được, nó đi, nó bổ túc cho những cái chuyện ông suy nghĩ, thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi đóng góp ra những cái sự kiện đó để cho độc giả, để cho lịch sử đi đến những cái kết luận riêng của mình. Thì chúng tôi không muốn impose một cái quan điểm của chúng tôi đối với độc giả, để độc giả có những cái dữ liệu để độc giả phán xét ông Nguyễn Văn Thiệu, và đặc biệt cho lịch sử phán xét ông Nguyễn Văn Thiệu một cách rất là khắt khe nhưng công bình. Đó, thì nó phải như vậy. Thì thử ra chúng tôi cố gắng mà viết cái này, còn phải xác định lại không bao giờ ông Thiệu ông ấy nhờ chúng tôi viết lấy cái gì. Còn cái chuyện tiền bạc thì thôi khỏi nói, giờ anh tôi đã có dịp tôi phát biểu rồi, nhiều chuyện đó vui lắm. Thì khi mà chúng tôi xuất bản cái cuốn Palafine đó, thì tặng Tổng thống Thiệu một cuốn, thì Tổng thống gửi một cái check 46 đồng để mua hai cuốn nữa. Đấy, mỗi cuốn 22 đồng, 9 hào rưỡi, thì tôi cho 23 đồng đi, thì là 46 đồng. Thì thưa anh, chúng tôi là nhà giáo, có một cái lương tâm nghề nghiệp, kính trọng cái integrity, cái gọi là thâm cách của con người, của nghề nghiệp mình, kính trọng cái sự liêm khiết, kính trọng cái sự thật thà, kính trọng cái sự công bình. Không bao giờ chúng tôi hạ mình xuống mà làm những cái chuyện mà vô liêm sỉ, những cái chuyện mà mình xấu hổ với lương tâm mình. Tôi rất là trong sáng và rất là happy, thưa anh, đã làm được một cái chuyện gì đó, có thể là đóng góp một nửa viên gạch, một phần tư viên gạch cho lịch sử về sau. Có thể là các sử gia sẽ căn cứ vào những cái tài liệu mà nó có thật như thế này. Đấy, thưa anh, và cái tâm tư của ông để mà đi đến những cái kết luận cho nó xác đáng. Đó là cái hy vọng của chúng tôi thôi. Vâng, thì hồi nãy giờ chúng ta đã có dịp nói chuyện rất nhiều về một nhân vật mà có thể rằng chúng ta có thể nghĩ đến cái Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. Và dĩ nhiên nói đến Tổng thống Thiệu thì chắc chắn rằng còn nữa và còn nhiều nhà sẽ viết về Tổng thống Thiệu sau này. Nhưng mà hồi nãy giờ chúng ta chưa có nói đến tác giả. Thưa bây giờ, thưa giáo sư tiến sĩ, thì cái cơ duyên mà giáo sư đã đi du học từ năm 1958, tức là năm 1950, đó là một cái thời gian đất nước Việt Nam nó trải qua một cái giai đoạn cũng khá là thăng trầm, khi mà lúc Tổng thống Diệm rồi cụ Bảo Đại v.v. Thì đến bây giờ thì giáo sư đã có một cái cương vị là bộ trưởng của một cái bộ rất là quan trọng là kế hoạch. Thì trong cái thời gian mà làm bộ trưởng của kế hoạch, giáo sư đã thực hiện được những cái điều mà bộ kế hoạch đã đưa ra được bao nhiêu phần trăm? Dạ thưa anh, lúc đó thì phải công nhận rằng có rất nhiều mà ông Tổng thống Thiệu ông ấy để ý rất nhiều khía cạnh kinh tế, tức là ông ấy, chúng tôi về để cố vấn ông ấy về cái giải pháp và hòa bình,
tức là cái giải pháp rất rõ ràng mà chúng tôi đã được Washington Post đăng lên cả một trang mà chúng tôi còn giữ được, mà nếu mà gì chúng ta vào archive của Washington Post khoảng độ 3.5 đồng gì đó, họ sẽ in lại cho cái giải pháp đó là ngày, hình như là ngày 22 tháng 9 1972. Thì thưa anh, chúng tôi về, chúng tôi cố thuyết phục ông ấy phải tìm một con đường, tại vì Hoa Kỳ sắp sửa tháo chạy rồi thì ông phải đi tìm con đường hòa bình thôi. Thì theo Tổng thống Diệp đề nghị lại với lại chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để mà giải quyết vấn đề hòa bình, chứ còn bây giờ mà cứ trông nhờ vào Mỹ như thế này thì chết. Thế thì ông ấy, người ta bảo sau đó thì cái lúc đó thì ông bảo anh thử về Washington, anh cũng vận động thêm đó thôi. Thì tôi về, tôi gặp Bộ Ngoại giao thì ai nói, thì họ cứ bảo ô cái chuyện này xa xôi rồi. Thì tức là cái lúc đó là cái sự sắp xếp của tiến sĩ Kissinger nó xong hết rồi, không còn cái gì nữa. Thì tôi bảo thôi, tôi về, tôi lại trở về đại học thôi. Tôi bảo, không không, anh về để mà làm tái thiết giúp nền kinh tế, thì tôi làm phụ tá ông, để tôi làm phụ tá tổng thống về coi về tái thiết. Xong rồi đó là bộ trưởng kế hoạch thì chúng tôi, ông ấy để ý rất nhiều, vì thế ông ấy để ý nhất là cái vấn đề tự túc tự cường, làm sao mà thoát ra được cái sự lệ thuộc. Chứ trẻ nhẹ bây giờ từ viên gạch, từ hột gạo, từ lít xăng cũng phải đi xin Hoa Kỳ, thì ông thấy nó nhục ngã quá. Chúng tôi sẽ có dịp nói lại cái chuyện này khi mà gặp quý thính giả và đồng hương trong ngày 27 tháng 6 này, nhật tới này. Thì làm rất nhiều kế hoạch nhưng mà thực hiện được phương diện rất là ít, tôi nghĩ là 20% thôi. Về cái sản xuất nông nghiệp chẳng hạn thì nó lên nhiều, nhưng mà về hạ tầng cơ sở, về những cái chương trình hạ tầng cơ sở rồi vét mương ở Sài Gòn cho đời sống trong sạch hơn, bởi đổi những các cái kế hoạch 5 năm đã để mà tiến tới, chúng tôi tính là khoảng 1980 thì có thể tự túc tự cường. Mà có thể sớm hơn, tại vì năm 1977 đó là dầu lửa có thể lên rồi. Yeah, thì ông ấy mừng lắm. Thì thưa anh, những cái yếu tố đó là chúng tôi cũng, ông ấy cố gắng, anh em ở bên kinh tế tài chính cũng cố gắng lắm. Không phải là mình chúng tôi chỉ là nhỏ bé thôi. Nhưng mà cả một cái cộng đồng chúng ta lúc đó thì thành thử ra. Tôi thấy rằng, như tôi đã nói hoài, rằng sau 1 triệu chiến sĩ lại có 1 triệu công chức, cán bộ hoạt động trong nông thôn, trong trường học, trong nhà thương, xây đắp. Cố gắng lắm, nhưng mà sự thật cái hoàn cảnh chiến tranh, cái khó nó bói khôn, không có tài chính. Khi mà ông Mỹ ông rút đi rồi, thì bắt đầu từ 73 thì không những quân đội rút đi mà cái đô la nó cũng mất đi. Đây. Không những cắt viện trợ mà những cái sự chi tiêu của lính Mỹ, những cái sự chi tiêu của đồng minh nó cũng bất hẳn đi. Vì thế là nó rất là khó khăn, khó bói cái khôn vậy. Thưa với quý thính giả, thì có rất nhiều cái câu hỏi để chúng ta có thể biết được, và bởi vì rất là lâu và rất là khó để chúng ta có thể gặp được những nhân chứng, đó là những người thật sự có những cái vận mạng gắn liền với miền Nam Việt Nam, như giáo sư Nguyễn Tấn Hưng. Thưa với quý vị, chúng tôi cũng muốn hỏi thêm về những cái trường hợp mà dầu lửa, về bông hồng chín, rồi tất cả những cái chương trình đặc biệt mà nó liên quan đến cái toàn bộ để cho chúng ta có những cái bước tiến về mãi sau, thành công cho đất nước Việt Nam tương lai. Thưa quý vị, thì đây là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng như chúng tôi muốn biết thật sự về lịch sử. Và thời gian thì nó cũng có giới hạn để chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Nếu mà quý vị có thể muốn biết thêm một cách cụ thể hơn, chúng tôi cũng thay mặt cho giáo sư Nguyễn Tiến Hưng có thể mời tất cả quý vị ở tại vùng Bắc California, đặc biệt là thành phố San Jose, quý vị có thể đến tham dự buổi lễ ra mắt tác phẩm Tâm tư Tổng thống Thiều, được tổ chức từ 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều ở tại địa chỉ là 70 West Hastings, tức là Santa Clara của Tiền Đình, quận hạt Santa Clara, nằm trên đường Hastings của thành phố San Jose. Nơi đó quý vị có thể trực tiếp đối với tác giả ký tặng, cũng như quý vị có thể hỏi những câu hỏi mà đối với cá nhân quý vị muốn biết. Giờ phút này thì chúng tôi không còn nhiều thời giờ để có thể tiếp tục những câu hỏi hết sức là lý thú để cho chúng ta có thể biết được. Vậy thì xin giáo sư, còn một câu hỏi cuối cùng, có thể giáo sư bày tỏ tâm tư của mình đối với giới trẻ Việt Nam trong cái giai đoạn này. Làm thế nào mà đất nước Việt Nam của chúng ta có thể phát triển một cách tốt đẹp như những nước mà đã phát triển hiện tại? Chúng ta chưa có mong muốn phát triển hơn nữa, nhưng mà làm thế nào để cho tất cả mọi người dân trong cái cuộc sống ấm no và hạnh phúc tương lai đối với quê hương Việt Nam, thưa giáo sư? Thưa thầy, chúng tôi có một cái mục đích rất là giới hạn đối với lại giới trẻ Việt Nam. Đấy, vì chúng tôi nghĩ rằng các em sang đây đã hiểu sai rất nhiều, lệch lạc
về cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều khi còn lên án bố mẹ, lên án ông bà, lên án cha mẹ sang đây mà miếng cơm máy áo. Thì thưa anh, cũng như là các em hiểu rất sai lầm, tại vì những các cái tài liệu mà do các cái tác giả mà học giả Mỹ ấy, chứ còn những cái người tướng lãnh Mỹ ở Việt Nam thì họ hiểu vấn đề, như đại sứ Mạc Tây nhất chẳng hạn thì họ rất là trân trọng đấy, nói rằng nói rất là favorably cho Việt Nam. Nhưng mà các cái tác giả mà học giả mà các em nó phải vào nó viết những các cái bài vở, nó viết sách thì nó hiểu rất lệch lạc, thì chúng tôi có một cái ước vọng là các em sẽ đọc những cái trang tiếng Anh của hai cuốn sách này, 150 trang ở trong cuốn sách mới và khoảng hơn 100 trang ở cái cuốn sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy, thì các em sẽ có những cái về some idea, tức là có một cái hình ảnh nào về ông bà cha mẹ là những người đã hy sinh đau khổ như thế nào, để các em cố gắng hơn nữa đóng góp cho tương lai của đất nước, đóng góp cho tương lai của quê hương thứ hai của chúng ta nữa là nước Hoa Kỳ. Tại vì tôi cũng nói rằng tôi cũng rất là tin tưởng khi mà Tổng thống Obama lên làm Tổng thống ấy, thì tôi còn nhớ mãi. Tôi sang đây từ năm 1958, bao giờ tôi có dịp tôi sẽ chia sẻ với anh Dũng, với Lệ Đồng Hương về cái kinh nghiệm của tôi từ năm 1958, thấy nước Mỹ nó thay đổi như thế nào. Thì thưa anh, chẳng hạn như cái lúc mà Tổng thống Obama ra ứng cử thì tất cả các cái poll đều nói rằng ông sẽ thắng, thì tôi chắc chắn có thể là 110% là ông sẽ thắng rồi. Nhưng mà cho đến cái giờ phút ông ra, ông ấy tuyên bố thắng thì tôi vẫn bảo tại vì tôi đi qua những cái quá trình mà cái địa vị của người da màu từ năm 58, tôi thấy nó không ngờ nó thay đổi nhanh như vậy. Nhưng mà vì thế tôi cũng có những cái hy vọng cơ anh, tôi nghĩ rằng một là thế kỷ 21, hai là thế kỷ 22, chúng ta sẽ có, thay vì ngoại trưởng Henry Kissinger thì là Henry Phạm, và biết đâu chúng ta cũng có thể có tổng thống không phải là Richard Nixon mà Richard Nguyễn thôi. Thì tôi cũng rất là hy vọng vào cái thế hệ trẻ. Nhưng mà các cái thế hệ trẻ cần phải được hướng dẫn thôi, không thì đi lạc đường hết, không thì bị ảnh hưởng. Đó là cái ước mộng của chúng tôi thôi. Dạ vâng. Rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã cho Truyền hình Việt Nam TV chúng tôi một cái bài phỏng vấn giá trị về những cái sự bí mật cũng như là những cái giải mã mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ cần cho hậu thế. Thưa quý vị, sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam năm 1975, nó là một bài học rất lớn, và dĩ nhiên bài học đó không những áp dụng cho người Việt ở đất nước Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ, mà có thể đây cũng là một bài học chung cho toàn thế giới có thể chúng ta noi theo. Đó chính là cái điều mà chúng ta dựa dẫm vào những cái sự liên hệ đối với ngoại bang, mà chúng ta không có những cái sự chủ động, thì đó cũng là một cái cách mà chúng ta làm thế nào phải có những cái toàn vẹn như vậy. Nhưng trong cái giai đoạn ngày hôm nay, chúng ta thấy cái sự toàn cầu hóa. Vì vậy mà kể cả cái chuyện độc lập riêng của mỗi một nước cũng là một vấn đề hết sức là phức tạp, và nó trở nên một cái vấn đề khó khăn. Cho nên khi nói đến Việt Nam là một bài học đau thương, nhưng nó cũng là một bài học mà sau này giới trẻ Việt Nam, và đặc biệt là những con cháu Việt Nam sau này, sẽ làm thế nào để bảo vệ một cái lãnh thổ Việt Nam rộn ràng, tốt đẹp hơn. Và trong cái tinh thần đó, chúng ta ước muốn xây dựng một cái đất nước Việt Nam vô cùng giàu đẹp để trở thành một cái đất nước xứng đáng ở tại Đông Nam Châu Á. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn và sự trả lời của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng, mặc dù rất là bận rộn nhưng mà ông cũng đã dành cái thời giờ cho Truyền hình Việt Nam hơn một tiếng đồng hồ. Và chúng tôi cũng còn rất là nhiều cái câu hỏi muốn hỏi, nhưng mà chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chờ dịp khác để cho chúng tôi có thể đến tham dự cái buổi lễ ra mắt của tác phẩm Tâm Tư Tổng thống Thiều được tổ chức vào ngày 27 tháng 6, ngày Chủ nhật, vào lúc 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều tại Santa Clara Heading số 70 của thành phố San Jose. Một lần nữa, chúng tôi rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Hưng và cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình truyền hình của Việt Nam TV. Xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một ngày bình an. Cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng và xin cảm ơn quý khán giả của Đài Việt Nam. 10 tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội ác thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội cướp nước, giết chiêu bài giải phóng miền Nam, chống Mỹ xâm lược, nhưng thực chất là xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đưa cả nước và xã hội chủ nghĩa không tưởng theo lệnh của quan thầy Liên Xô, Trung Cộng. Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng sản Bắc Việt đã xua quân cưỡng chiếm miền Nam, gây nên một cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục, đẫm máu và nước mắt, kéo dài suốt 20 năm,
khiến cho hàng triệu người Việt phải chết thảm thương vì bom mìn, súng đạn. Nhà nhà đều phải mang vần khăn tang trắng, đau khổ trước cảnh chia ly, loạn lạc, tàn sát và hận thù. Tội ác thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội bán nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự ý dâng đất, nhượng biển cho tàu cộng nhằm đổi lấy quyền lợi cho cá nhân và phe đảng, là trái ngược với lịch sử ngàn đời của cha ông, từng đổ máu hy sinh, kiên cường đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Tội ác thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội buôn dân cướp đất. Trong lịch sử chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam phải đi lập gái trên khắp xứ người, trẻ em phải sa vào cái nghệ tình dục, thanh niên phải làm lao nô để chủ nhân ngoại quốc đọa đày bóc lột. Đảng Cộng sản Việt Nam còn tham lam chiếm đất công, cướp đất tư để chia chác làm giàu trên nỗi đau khổ của hàng triệu dân oan, để họ phải sống vất vưởng không nhà không cửa, chết thảm thương ngoài đầu đường xó chợ hay nơi vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc. Tội ác thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội ác phản dân tộc. Trải qua 1.000 năm nô lệ bởi giặc Tàu, 100 năm bị đô hộ bởi thực dân, dân tộc Việt Nam đã phải sống trong điêu linh nhục nhằn thống khổ, cho đến khi đệ nhị thế chiến chấm dứt mới được trao trả tự do độc lập, thì Hồ Chí Minh và bè Đảng Cộng sản Việt Nam lại mang tà thuyết phản dân tộc là chủ nghĩa xã hội để biết Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa, gây bao cảnh chết chóc tang thương hãi hùng, máu thấm sâu lòng đất, xương phơi trắng Trường Sơn và bể đông trôi nổi xác người dân lành vô tội. Tội ác thứ năm là tội giết người thủ tiêu, bịt miệng. Hễ ai không đồng ý đồng tâm với mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức tìm cách giết người thủ tiêu bịt miệng. Từ những việc thanh toán đối lập đến vu vạ giết sạch địa chủ cường hào, nhân vật giai phẩm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã pháo kích, giật mìn, giết người bừa bãi, thậm chí còn dã man chôn sống hàng ngàn dân lành vô tội trong ngày Tết thiêng liêng cổ truyền của dân tộc, để tiếng kêu than khóc vọng thấu trời xanh. Tội ác thứ sáu của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng bạo lực sắt máu áp đặt lên đầu dân tộc Việt, bắt phải theo chủ nghĩa xã hội, từ chối ông bà tổ tiên, từ bỏ niềm tin tôn giáo thiêng liêng, xúc phạm cả đến trời, đến Chúa, đến Phật. Để tôn thờ quan thầy Cộng sản lê lên khăn mang, Đảng là trên hết, Đảng nhập nhằng giữa Đảng với Tổ quốc. Cờ máu của Đảng là cờ của Tổ quốc. Tội ác này là tội ác cưỡng ép mọi người phải vô thần, vô gia đình, vô Tổ quốc, khiến con phải tố cha, vợ tố chồng, anh em sẵn sàng giết hại lẫn nhau vì Bác và Đảng. Tội ác thứ bảy của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội tham nhũng, thối nát, bóc lột, lừa đảo nhân dân. Đây là chủ trương quốc sách của Đảng, khiến cho bao người phải trắng tay, nghèo nàn cơ cực, nhân dân bữa đói bữa no, ốm đau chẳng ai lo, sống chẳng khác nào như dân nô lệ, phải làm tôi mọi xứ người. Tội ác thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội vô văn hóa giáo dục, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, kẻ tội đồ số 1 của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng kế hoạch trăm năm trồng người nhằm đào tạo con người trở thành những kẻ sát máu vô nhân tính, lãnh cảm, dửng dưng trước những nỗi đau thương của đồng loại. Đảng Cộng sản Việt Nam điên cuồng theo đuổi chủ nghĩa ngoại lai, phản dân hại nước, lại xem đó là kim chỉ nam xây dựng con người. Chính vì vậy mà tuổi trẻ Việt Nam mất định hướng, đất nước Việt Nam không có tương lai, và con người Việt Nam bỗng dưng chủ bại, dân tộc sinh yếu hèn. Tội ác thứ 9 là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho xã hội mỗi ngày một suy đồi. Với chính sách ngu dân để trị, bần cùng hóa nhân dân để dễ bề kìm kẹp, dùng hào nhoáng, ăn chơi trụy lạc che mắt thế gian, lấy phồn vinh giả tạo để mị dân, từ đó hố giàu nghèo cách biệt, không công việc làm, trai sinh ra trộm cướp giết người, ma túy xì ke đầy rẫy, phụ nữ thì đứng đường bán thân nuôi miệng, giang hồ phiêu bạt làm dâu xứ người, mang nỗi nhục quốc thể.
Tội ác thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam là khôn nhà dại chợ. Bên trong thì đàn áp bịt miệng, cướp của giết người. Bên ngoài thì khiếp nhược, yếu hèn, sẵn sàng cầu với bán nước. Do đó, chuyện mất nước bại vong nay mai xảy ra là điều khó tránh được. Đất nước Việt Nam rồi đây sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Dân tộc Việt Nam sẽ bị đồng hóa bởi Tàu Cộng và trở lại một thời kỳ nô lệ như đã có từ ngàn năm trước. Truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng trong đồ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng trong đồ này là chế độ phi nhân. Dậy mà đi, bước chân tự do. Nhà của ta cớ sao cho kẻ thù, ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo, chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi, vòng gông cùng trong bao quyền là nước nhà lửa. Dậy mà đi, bước tung vòng gông xiêm, không xiêm đông cách mạng vùng lên. Dậy mà đi, cho cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng trong đồ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng chế độ. Chân tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù, ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo, chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi, bước tung vòng gông xiêm, trong bao quyền làm nước nhà lửa nghiêm. Dậy mà đi, bước tung vòng gông xiêm, khắp mọi miền cùng cách mạng vùng lên. Dậy mà đi.
nhỏ theo già từ vùng nông thôn tiến ra, quyết chí sông pha đứng lên đấu tranh cho đời, dần muôn người một đời quyết giành tương lai sáng tươi. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện đem phân đáng đền, tiếng hát vang lừng quỳnh côi sẽ tan đêm dài, toàn người đứng thầy một lòng gọi cơn nắng mai, vũ khí trong tay đấu tranh quyết không khoan nhượng, bóng người dập đường thái bình diệt quân bất lương. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện đem phân đáng đền. Làm người cùng kẹp bao đời nào để quân gian thao lui, tiếng sóng linh giang đã xua hết quân tham tàn, mau người quỳnh phù thấm vào từng bông lúa vàng. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện thành thì bưng quyền lửa dậy trong đêm chiến tranh, tiếng thét xung phong đã bao khắp trên quê mình, mấy mười triệu người một lòng cùng nhau đứng lên. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện chiều dân thiện hàng chiều con tim đơn đau, xóa hết đêm sâu nắm tay bắc ngang nhịp cầu, trong quốc nội hải ngoại chung đường và chung sức nhau. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu nguyện
giặc sau ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc nào. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sống. Xâm lược trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người, cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền quý giàu sang dối dàng. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, chết ngậm ngùi vì tay súng giặc nào. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sống núi. Từng đoàn người đi xâm lược trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn? Sao bắn tôi làm điều gì sai?
xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút nương tay. Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong dòng tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu, để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam.